Nếu thấy hay đừng quên cho Xì Bích một like và một bình luận tích cực nhé. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Cũng là xuyên không như bao người nhưng thanh niên tên Diệp Sở Vân này lạ lắm. Thay vì là tinh hoa hội tụ thì cuộc đời cậu lại tụ đủ ba không, không chỗ dựa, không thiên phú, không thực lực. Sau 3 năm cố gắng tự thân vận động vẫn không có tiến triển, đến khi sắp bị đuổi khỏi tông môn thì rốt cuộc hệ thống đã kích hoạt, nhưng bản mệnh của cậu đã đen thì vẫn hoàn đen. Có điều ngoài nhìn thấy bản mệnh của chính mình thì cậu cũng có thể thấy bản mệnh của người khác, cho nên dù bản thân xui xẻo thì cậu vẫn nắm bắt được vận may của người khác. Từ đó từng bước nuôi hy vọng thay đổi được bản mệnh xấu số của mình. Hãy cùng theo dõi chặng đường phía trước của cậu thanh niên lạc quan này, liệu đến cuối cùng cậu có thay đổi được kết cục của đời mình. Bộ truyện bắt đầu tại một nơi đẹp như tiên cảnh gọi là Đại Lục Tiềm Long Lưu Vân Tông. Lúc này ở ngoại môn Lưu Vân Tông, cụ thể là cổng vào, các tu sĩ đang chăm chỉ quét rác thì bất ngờ có một cửa sổ hệ thống hiện lên. Và dường như chỉ có một người nhìn thấy nó, nội dung mà nó báo là: "Mô đun đã hoàn tất tải xuống, xin hãy chọn lựa có khởi động hệ thống bảng điều khiển cuộc sống không." Người duy nhất nhìn thấy cửa sổ này, cậu ta run rẩy lẩm bẩm: "Lão tử đợi 3 năm rồi." Nước mắt cũng bắt đầu rơi lã chã: "Ngươi cuối cùng cũng đến rồi, ngươi có biết là 3 năm nay ta sống như thế nào không?" Tiếp đó cậu ta dứt khoát ấn vào chữ có để khởi động hệ thống: "Ta cuối cùng cũng có thể bắt đầu sống cuộc sống của con người rồi." Trái ngược với hy vọng của cậu, hệ thống đưa ra bản vận mệnh như một cú tát. Diệp Sở Vân số mệnh đại nạn sắp tới, dự đoán kết cục là một tháng sau vẫn không thể bước vào nạp linh cảnh. Bị đuổi khỏi Lưu Vân Kiếm Tông xuống núi sẽ bị thổ phỉ một đao giết chết. Bước ngoặt gần nhất sắp tới là do tư chất quá kém, nên bị đuổi khỏi Lưu Vân Kiếm Tông trên đường gặp phải thổ phỉ giết chết. Xem xong vận mệnh của mình, cậu thật sự thổ huyết ngất liệm tại đó. Mấy tên tu sĩ xung quanh cũng chả ai đến đỡ mà đứng đó bàn tán: "Tên kia bị sao vậy, sao lại còn bị chảy máu nữa, không phải là đang trốn việc chứ? Để cậu ta kể một chút về cuộc đời éo le không được sống lâu của bản thân. Ta là Diệp Sở Vân, đây chính là cuộc sống của ta. 3 năm trước ta đột nhiên xuyên không về thế giới tu tiên này. Vừa mới mở mắt đã bị một đám con nít bắt nạt, lúc đó ta đã biết sự tình không đơn giản như vậy. Quả nhiên ta nhận ra thân thể này hội tụ đủ ba không, không chỗ dựa, không thiên phú, không thực lực, nhưng mà ta lại không muốn từ bỏ cơ hội được tu tiên không dễ dàng có được này. 3 năm nay luôn chăm chỉ khổ luyện, nhưng mà 3 năm rồi ta vẫn chỉ là một lão tăng quét rác, lại còn là tên tu sĩ quét rác sắp chết, và tất nhiên mệnh của chúng ta không dễ đầu hàng như vậy. Nếu chỉ còn lại một tháng vậy thì rõ ràng là còn có cách xoay chuyển tình thế. Ta cố gắng thăng lên nạp linh cảnh nhất định sẽ có cơ hội có thể xoay chuyển lại vận mệnh." Đột nhiên mọi người xung quanh trở nên xôn xao: "Kiếm tử đến rồi, kiếm tử đến rồi." Cậu cũng háo hức hóng hớt rồi chợt ngỡ ngàng, khi cánh cổng lớn mở ra thì ai cũng phấn khích reo hò: "Tiêu sư huynh, Tiêu sư huynh." Vị đầu tóc bạc phơ gương mặt khó ở này là Tiêu Bình Thiên, thông ưu cửu trọng tinh anh kiếm đạo Lưu Vân Tông. Lúc này Sở Vân cũng nhận ra ta cũng có thể đọc được bản mệnh cuộc đời của người khác. Ở một bên khác, mấy tên nam nhân đang trụm lại bàn tán về Tiêu Bình Thiên, nghe nói trên kiếm tử này sát khí rất nặng. Trước đây có một người đệ tử không cẩn thận làm bẩn y phục của hắn, ngày hôm sau đã bị chết thảm. Tên bên cạnh cũng nhiệt tình tiếp lời: "Tông chủ đối với việc này chỉ nhắm một mắt mở một mắt cho qua, chỉ là cảnh cáo qua loa. Thôi lắm chuyện quá rồi, dù sao người ta 18 tuổi đã là thông ưu cảnh đỉnh phong rồi. So với tôi thể cảnh của chúng ta cao hơn hẳn tam đại cảnh giới đó." Quay lại Sở Vân, cậu vô cùng hiếu kỳ về vận mệnh của Tiêu Bình Thiên, hay là cứ xem của Tiêu sư huynh xem. Ngay lập tức bản vận mệnh của hắn đập thẳng vào mắt cậu: "Tiêu Bình Thiên như có trời trợ giúp. Phúc tinh cao chiếu, vận may gõ cửa, cơ hội đến ùn ùn. Vũ hóa kiếm tâm, trời sinh kiếm tâm, ngưng thần cố thể." Kết cục là thành tựu đạt được vị trí đại đế, một kiếm xử lý hết 10 vạn thiên ma, nhưng vì sát niệm quá lớn nhân giới bất dung, cuối cùng bị chính đạo vây đánh rơi xuống đoạn thần nhai. Bước ngoặt gần đây là hôm nay trên đường trở về Lưu Vân Kiếm Tông, bàn giao nhiệm vụ đi qua đỉnh Bắc Xuyên. Dưới một cây có thân cây cong vẹo, nhặt được một viên huyết nguyên cổ đằng ngũ phẩm, từ đó thuận lợi phá vỡ xiềng xích bước vào vạn pháp cảnh. Đây là cú sốc lớn đối với Sở Vân, theo lý thuyết ngươi mới là nhân vật chính à? Bỏ qua chuyện đó, cậu chợt nhận ra một điều thiết thực hơn: đợi đã, huyết cổ đằng ngũ phẩm sao? Vậy chẳng phải là bảo bối hiếm có sao, được tính ôn hòa mà lại hấp thu cực nhanh, ăn vào lập tức sẽ đột phá tới nạp linh cảnh nhỉ? Nghĩ là làm, cậu liền nhanh chân đến đó trước: nếu đã như vậy tính mạng quan trọng, xin lỗi nhé sư huynh. Một nơi nào đó sâu trong Định Bắc Xuyên, sau khi chạy bán mạng thì cậu cũng tìm thấy rồi. Cậu cầm huyết cổ đằng lên, nói với niềm tin: chỉ cần ăn nó vào, ta chắc có thể tránh khỏi số mệnh việc bị đuổi xuống núi và cả việc sau đó bị thảm sát nhỉ. Nói rồi cậu liền cho hết vào miệng, nhai nhai vài cái rồi nuốt. Cảm nhận đầu tiên là mùi vị tởm quá, không để phí thời gian phải nhanh chóng hấp thụ mới được. Sau một lúc tập trung hấp thụ huyết cổ đằng thì cậu mở trừng mắt kinh ngạc, rồi thốt lên sảng khoái: trong chốc lát đã đột phá 3 tầng, trực tiếp đạt được nạp linh cảnh. Lần này chắc không phải sợ bị đuổi khỏi Lưu Vân Tông nữa rồi. Rất nhanh Tiêu Bình Thiên đã xuất hiện phía sau cậu, lạnh lùng cất giọng hỏi: ngươi đang lén lút làm gì ở đây vậy? Cậu lén lút mang biểu cảm đắc thắng: huynh ấy quả nhiên tới đây rồi. Cậu định diễn vai ngốc ngốc quay sang trả lời hắn thì đôi mắt lại kích động lần nữa. Bước ngoặt của hắn lại thay đổi: hôm nay trên đường trở về Lưu Vân Kiếm Tông, bàn giao nhiệm vụ đi qua Nam Tầm Phong, nhìn thấy một luồng khí nóng thoát ra từ một đầm nước lạnh. Sau một hồi điều tra thì lấy được pháp khí hạ phẩm Hàn Viêm Kiếm ở dưới đáy đầm nước. Trong đầu cậu kích động dữ dội: tên may mắn này, hết huyết nguyên cổ đằng lại lập tức bổ sung thêm một thanh Hàn Viêm Kiếm. Ông trời đút cơm đút cũng hơi quá đáng đấy nhỉ. Cậu cố diện một lý do cho qua chuyện sư huynh: à, là ta gặp may mới bước được vào nạp nguyên cảnh, đang chuẩn bị đến nội vụ các tham gia cuộc thi đệ tử ngoại môn. Hàn Tráng ghét lướt qua cậu rồi nói: làm xong việc rồi thì mau cút đi, nếu không phải vì ta đã đồng ý với sư phụ không được tự ý giết người thì ngươi sớm đã chết rồi.
cậu cố ý cất tiếng hỏi sư huynh chắc là đang đến Vân Tiêu Các à? Hắn lạnh lùng đáp liên quan gì tới ngươi, cậu nhập vai chân thành bảo sư huynh Nam Tầm Phong hôm nay mây mù giăng kín, đường đi bùn lầy mong sư huynh cẩn thận. Hắn liền lấy ngự kiếm ra rồi nói không cần ngươi nói. Sau khi thấy hắn đi xa, cậu càng đắc ý cười lớn ai chẳng biết Tiêu Bình Thiên ngươi là một tên ưa sạch sẽ. Cái gì mà thiên tuyển chi tử vận may đầy người chẳng phải cũng bị ta nắm đằng chui sao? Buổi tối tại đỉnh núi Nam Tầm đầm Hàn, Sở Vân đã tranh thủ đến tìm Hàn Viêm kiếm, nước này kiểu vừa ấm cũng vừa lạnh khó chịu quá. Phải mau chóng tìm được Hàn Viêm kiếm không thì ta lại mất mạng trước một tháng mất. Sau một lúc lặn ngụp dưới nước thì cậu cũng đã tìm thấy. Cậu nhanh tay chụp lấy nó nhưng lập tức bàn tay dần bị đóng băng. Cậu vẫn nhất quyết không bỏ cuộc dùng hết sức mà kéo nó ra. Cậu điên cuồng hét lên mau ra đây cho ta. Khi cậu đã hoàn toàn rút được nó ra thì lớp đất phía dưới cứ như núi lửa bùng nổ, thanh kiếm đột nhiên lao vút lên cao khiến cậu bị đánh văng ra. Giới thiệu một chút về Đại Lục Tiềm Long, ở đây pháp bảo chia ra tứ đại đẳng cấp phàm khí, linh khí, bảo khí, pháp khí. Mỗi đẳng cấp còn được chia thành 3 loại thượng trung hạ, ở cả Lưu Vân Tông chỉ có một thanh pháp khí thượng phẩm. Hơn nữa chỉ có đại nạn diệt môn pháp khí này mới được tông chủ mang ra để ứng chiến, đại đa số các trưởng lão ở Lưu Vân Tông cũng chỉ có pháp khí hạ phẩm. Thanh Hàn Viêm kiếm này chính là một pháp khí hạ phẩm. Cậu cuối cùng cũng có được thanh kiếm này trong tay, vẻ mặt khá hài lòng, tuy nói là pháp khí hạ phẩm nhưng mà pháp lực thực sự rất mạnh mẽ. Ta có thể cảm nhận thấy một luồng khí vừa nóng vừa lạnh đang tuần hoàn lưu thông trong thân thể ta, càng cảm nhận cậu càng phát cuồng vì nó. Đây cứ như là thần khí hỗ trợ tu tiên hoàn toàn tự động hóa, đúng là một đại bảo bối mà. Lần này niềm tin của cậu càng lớn, bước vào nạp linh cảnh đạt được thanh Hàn Viêm kiếm. Lần này chắc ta có thể thay đổi vận mệnh, bước đi trên đỉnh cao của cuộc sống rồi nhỉ. Đến đi cho ta xem bản mệnh của mình đi, kết cục thì có chút thay đổi, cả nửa đầu cuộc đời khó khăn khổ ải, khó khăn lắm mới có được khởi sắc, lại bị người ta ám tính, cuối cùng bị đẩy xuống vực sâu, toàn thân vỡ vụn. Nhưng bước ngoặt gần đây vẫn y vậy, một tháng sau gặp kẻ thù bị giết chết không có chỗ chôn. Một ngày với quá nhiều cú sốc của Sở Vân chơi ta phải không vất vả cả ngày, cuối cùng vẫn phải chết à? Đột nhiên cậu nghe thấy ai đó quát lớn tên nhãi còn muốn chạy nữa sao? Cậu liền nhận ra giọng này hình như là của Triệu Ngọc Hổ. Một giọng nói khác lại cất tiếng bảo Hổ ca chúng ta giúp huynh chặn hắn lại rồi. Cậu bất bình nhận định tên Triệu Ngọc Hổ ỷ vào ca ca hắn đã vào được nội môn, cả ngày đi làm chuyện xấu xa chắc là đang ức hiếp đệ tử tạp dịch nào đó rồi. Cậu lẩm bẩm rồi bỏ đi, hay là không nên lo chuyện bao đồng vậy, vẫn là bám vào Tiêu Bình Thiên bảo vệ mạng mình quan trọng hơn. Lúc này tiếng kêu cứu vẫn vang vọng, cứu mạng, cứu tôi với, có ai ở đó không, cứu tôi với, là một cô gái, cô đang run rẩy sợ hãi bảo các người đừng có mà lại đây. Tên có nhan sắc kinh thiên động địa này là Triệu Ngọc Hổ, đệ tử tạp dịch. Hắn đắc ý bảo ngươi cứ hét đi, ngươi có hét to khản cổ cũng không có ai đến cứu ngươi đâu. Đúng là tâm sinh tướng, tên cặn bã này vậy mà trực tiếp động tay xé đồ của cô. Còn trưng ra bộ mặt kinh tởm nói đến đây nào, Hổ ca đây làm ngươi thoải mái một chút, ông trời thuận theo ý hắn, đến với hắn là một cú đấm trời giáng. Kế đó là tên thuộc hạ cũng bị đá văng, là Sở Vân cậu rốt cuộc vẫn không thể làm lơ. Ngay sau đó liền cất tiếng dạy dỗ một đám đàn ông lại đi bắt nạt một nữ tử yếu đuối. Các ngươi có còn là con người không? Tên hà bá kia liền gào lên, Diệp Sở Vân chán sống rồi hả? Lại dám đi quản việc của Hổ gia ta đây, có phải mấy ngày chưa đánh ngươi nên ngươi lại thấy ngứa ngáy rồi không? Đúng là chủ nào tớ nấy, mấy tên thuộc hạ cũng lộ ra vẻ mặt đắc ý bảo đại ca huynh cứ để ta. Ai chẳng biết tên này chỉ là một tên phế vật, đít ta cũng có thể đè chết hắn. Tên Triệu Ngọc Hổ thì tức tối lớn tiếng, đánh chết hắn cho ta. Cậu cũng không khách khí với đám tiểu nhân này, thật ngại quá, ta đang hơi vội, các ngươi cùng lên luôn đi. Mấy tên hiếu chiến đó nghe vậy liền xông lên hét lớn, đi chết đi. Sở Vân cũng sẵn tiện dùng thử thanh kiếm mới, chỉ vài đường kiếm bọn chúng liền bay màu. Cậu nghiêm giọng đe dọa, cút mau đừng để ta thấy đám bại hoại các ngươi. Bọn chúng liền vắt giò mà chạy, còn mạnh miệng cảnh cáo, đi thôi tiểu tử thối, ngươi cứ đợi đó. Cậu liền quay lại bộ dạng ngốc nghếch tự trách, đều tại cái tính chính nghĩa chết tiệt này của ta, lông cừu đến tay rồi còn để nó bay đi. Lúc này cô gái phía sau liền lên tiếng, cảm ơn hôm nay đa tạ sư huynh cứu mạng. Cậu liền khách khí đáp, cô nương không cần phải khách sáo, ra tay cứu giúp. Chưa nói hết câu, biểu cảm của cậu lại như trời giáng, đó là vì vận mệnh của cô gái trước mặt Tần Tích Nhan là nữ đế chuyển thế, kết cục của cô là cửu thế luân hồi, phá thiên địa đại đạo, nhưng trong lúc phi thăng lại chết dưới cửu thiên lôi kiếp. Bước ngoặt gần nhất là 3 tháng sau thức tỉnh luân hồi đến đế mạch, đế thể được nhào nặn lại, may mắn trở lại được Lưu Vân lão tổ thu nhận làm đệ tử. Cô thì không hiểu chuyện gì, bối rối hỏi sư huynh, huynh sao vậy, tâm trí cậu lại đang gào thét, nữ đế chuyển thế cũng để cho ta gặp được luôn. Chỉ tiếc là 3 tháng sau cô ấy mới có thể thức tỉnh, ta có sống được đến lúc đó không còn chưa biết nữa. Cô cố gắng hỏi lại khi thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm, sư huynh làm sao vậy? Lúc này cậu mới chợt tỉnh ra, qua loa bảo không không sao. Trong đầu thì nghĩ tiễn Phật thì tiễn về Tây Thiên vậy. Cậu đưa đến trước mặt cô vài viên đan dược rồi bảo, ta thấy tinh thần của sư muội không được ổn định, cố nguyên đan này muội uống đi, có thể giúp điều tiết lại nguyên khí. Cô hiểu chuyện ngại ngùng bảo, hôm nay sư huynh ra tay cứu giúp Tích Nhan đã cảm kích vô cùng rồi, còn về cố nguyên đan này lại quý giá quá, sư huynh nhất định đã để dành rất lâu, ta không thể. Cậu bất ngờ nâng tay cô lên để đưa đan dược, cái chạm này khiến cô ngại ngùng đỏ mặt. Cậu nói rõ, giờ ta đã là nạp nguyên cảnh, cố nguyên đan này không còn nhiều tác dụng với ta nữa rồi, nhưng đối với sư muội thì chắc có lẽ sẽ mượn cơ hội này có thể đột phá tu vi, ta không thể luôn luôn bảo vệ muội được, chỉ có muội tự mình mạnh mẽ thì ta mới có thể yên tâm. Nói rồi cậu cũng nhanh chóng rời đi, đêm muộn rồi sư muội cũng mau chóng trở về đi, ta còn có nhiệm vụ của sư môn, ta đi trước nhé. Cô thầm ghi nhớ ơn tình này, Tích Nha nhất định sẽ không quên ân tình của sư huynh.
Bên này Triệu Ngọc Hổ sợ hãi vừa chạy vừa hỏi thuộc hạ hắn không đuổi đến đây nữa chứ. Tên thuộc hạ quay đầu thăm dò rồi đáp không không có đuổi đến thưa đại ca, nghe vậy cả bọn mới dám dừng lại để thở. Triệu Ngọc Hổ lúc nãy cũng đã để ý đến thanh kiếm của cậu cũng không biết tên Diệp Sở Vân đó gặp được vận may gì nữa, thanh kiếm đó tuyệt đối không đơn giản. Tên thuộc hạ liền hỏi ý vậy làm sao đây Hổ ca, cảm giác như chúng ta đánh không lại hắn. Triệu Ngọc Hổ lại gian manh bảo các ngươi đều quên rồi sao, ca ca của ta chính là Nguyên Hải Tam Trùng cảnh đó, đừng nói là kiếm đến đầu của Diệp Sở Vân ta cũng có thể lấy xuống được. Mối thù hôm nay lão tử nhất định phải báo, tạm gác lại chuyện bài mưu tính kế của mấy tên tiểu nhân đó chuyển cảnh đến Vân Tiêu Các. Biểu cảm trên mặt Sở Vân không khỏi lo sợ, Vân Tiêu Các này sao lại tắt lửa tối đèn như vậy, một người cũng không có, cậu cứ đứng đó mà run rẩy bảo sợ quá đi. Đột nhiên có một giọng nói cất lên lọt vào tai cậu đầy quỷ mị, ngươi đang làm gì đây? Cậu nhất thời mất kiểm soát nhảy dựng lên bám vào đâu đó la hét có ma má ơi, cậu cứ nhắm mắt mà cầu xin ta chỉ là qua đường thôi, xin đừng bám lấy ta, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Giây sau cậu cảm thấy có gì đó sai sai, sao cây cột này lại mềm thế, lại còn hơi ấm ấm nhỉ, ngước đầu lên nhìn thì ra là Tiêu Bình Thiên, hắn khó chịu quát mau cút xuống cho ta. Cậu biết ý liền phóng ra xa rồi giải thích Tiêu sư huynh, ha ha trùng hợp quá, nội vụ các này to quá, đi mãi thành ra lạc đường mất, may mà lại gặp sư huynh ở đây. Hắn bực mình gắt gỏng, đây là Vân Tiêu Các, nội vụ các ở bên kia, mau cút đi cho ta, đừng làm phiền ta tu luyện. Trong đầu cậu thầm chửi tên ưa sạch sẽ đáng ghét, nhưng bên ngoài vẫn lịch sự bảo cảm ơn sư huynh chỉ điểm. Thực chất cậu đã đạt được mục đích, xem được vận mệnh của hắn. Bước ngoặt lần tiếp theo của hắn là sau khi tiếp kiến tông chủ Lưu Vân Tông Cố Hiền Đức, đã nhận được manh mối về cơ hội mới, một tháng sau thẳng tiến đến Động Thiên Sơn Lệ Châu thuận lợi có được tu luyện truyền thừa từ tiền bối Lưu Vân Tông. Đồng thời trong cùng ngày đã thành công cảm ngộ phá vỡ xiềng xích tu vi, chính thức bước vào vạn pháp cảnh. Cậu gian manh thầm nghĩ thì ra là huyết nguyên tử đằng hàn viêm kiếm đều chỉ là món khai vị, đây mới là món chính. Ngày hôm sau cậu lại khởi động với một tinh thần phấn chấn. Sau khi đột phá nạp nguyên cảnh ta cũng được tính là đệ tử ngoại môn chính thức rồi. Mỗi đệ tử ngoại môn ngoài việc có động phủ riêng biệt ra, còn có cơ hội được một lần vào trong tàng thư các tìm kiếm bí tịch cơ duyên. Để chộp được long cừu kế thừa truyền thừa của tiền bối tốt hơn, ta bắt buộc phải trân trọng tốt cơ hội vào trong tàng thư các lần này. Một canh giờ sau cậu cứ ngồi quan sát gì đó thầm nghĩ tuân thủ cả một buổi sáng rồi. Thì ra ngồi xem vận mệnh của những tu sĩ khác nhưng vẫn không có thu hoạch gì, đều là một lũ ngu ngốc xui xẻo tầm thường. Cậu chán nản chuẩn bị đổi chiến lược, đến một cơ duyên hữu dụng cũng không có, bỏ đi vẫn là tự mình vào trong đi tìm vậy. Chợt cậu khựng lại khi nghe ai đó đang lớn tiếng bảo, tránh ra không được cản đường bổn đại gia đây. Tên đang quát tháo này là Trương Nhâm Phong, võ đạo thế gia. Kết cục tại Lưu Vân Tông bước vào con đường tu luyện, tuy rằng tính cách tự kỷ nhưng cũng vì thế mà không có bằng hữu thân thiết, tu luyện không bị làm phiền. Đắm chìm vào học võ, cuối cùng thành một tên kiếm sĩ, bước ngoặt gần đây thành công bước vào nạp nguyên cảnh. Trong đống phế thải ở tàng nguyên các phát hiện một huyền bí tịch huyền giai thượng phẩm, Hỗn Nguyên Kiếm Thai, xem xong mắt cậu liền sáng rỡ, trời xanh không phụ lòng người mà. Huyền giai thượng phẩm Hỗn Nguyên Kiếm Thai ư, nó chẳng phải là luyện thể bí tịch chuyên dành cho kiếm tu sao? Cậu tự tin nghĩ con vịt nấu chín chẳng phải đã rơi vào bát rồi sao? Chuyển cảnh đến bên ngoài Lưu Vân Tông, núi Ngũ Dương, Sở Vân đang tập trung tu luyện, chỉ sau một lúc cậu liền phấn khích tự khen giỏi quá. Mới tập luyện 2 canh giờ mà đã đột phá đến nạp nguyên tam trùng rồi, thì ra cậu đã nhanh tay vào tàng thư lấy cuốn Hỗn Nguyên Kiếm Thai là bí tích luyện thể của kiếm tu. Thân thể cơ bắp càng mạnh, thực lực tu luyện càng cao, lại thêm một thủ đoạn để tăng cường thực lực, cậu nhanh chóng xem thử lại bản vận mệnh của mình nhưng vẫn như cũ. Kết cục vẫn không có thay đổi gì, chỉ là thời gian đã bắt đầu đếm ngược rồi, lần này cậu không còn hoảng loạn nữa mà nghiêm túc suy xét kẻ thù là ai, tạm thời cũng chưa biết. Nếu đã như thế thì vẫn là có cơ duyên nào chụp được thì cứ chụp trước đã rồi hãng tính tiếp. Nghĩ rồi cậu liền phấn khích như cổ vũ bản thân, đã đến lúc xông pha đến Lệ Châu động thiên rồi, nhưng vì quá khích nên cậu đã trượt chân. Và chuyện gì đến cũng đã đến một cú ngã kinh thiên động địa, khiến cậu in hẳn cả di tích của mình trên đất. Bây giờ cậu mới cảm nhận rõ số mệnh của mình, thiên sát cô tinh quả thật không phải là số mệnh mà người bình thường có thể chống chịu được. Cậu nhìn lại nơi mà mình vừa ngã xuống không khỏi cảm thán. May mà cơ duyên gần đây đều là đang cường hóa thân thể, nếu không thì phải ra đi khi còn xuân xanh rồi. Đột nhiên cậu ngửi thấy mùi gì đó, nó bắt nguồn từ trong hang động gần đó, cậu hiếu kỳ sao lại nặng mùi máu tanh quá. Vì không tránh khỏi sự tò mò mà cậu cũng đi vào hang động. Sở Vân càng lúc càng cảm thấy khó chịu, mùi máu càng ngày càng nặng, đang miên man suy nghĩ thì cậu đạp phải thứ gì mềm mềm. Cậu nhìn xuống chân mình thì là một cánh tay người, đây đều là. Cậu giờ mới phát giác hoảng hốt, khắp nơi đều là thi thể của đệ tử Lưu Vân Tông sao? Đột nhiên có ai đó đi đến hỏi lớn, là kẻ nào? Cậu nhất thời giật mình nên lắp bắp, ta là, nhưng vị đại nhân kia đã cướp lời, ngươi là đệ tử ngoại môn của Lưu Vân Tông sao? Đang nhận nhiệm vụ của sư môn đó sao? Ông ấy là Lưu Xương Bình, ngoại sự trưởng lão Lưu Vân Tông. Còn hai người bên cạnh là Vương Song và Phàn Khôn, đều là nội môn đệ tử Lưu Vân Tông. Sở Vân liền suy đoán xem ra là ngoại môn trưởng lão đang trông chừng đệ tử làm nhiệm vụ sư môn. Ngoài miệng cậu lễ phép đáp, hồi bẩm trưởng lão, đệ tử bất cẩn ngã xuống vách đá, người thấy có mùi máu tanh nên mới dò tìm đằng trước xem thế nào. Tên Vương Song không mấy thiện cảm với cậu liền nghi ngờ, ta xem tu vi của ngươi cũng là nạp nguyên cảnh mới nhập môn, rơi xuống vách đá mà một chút thương vong cũng không có, sao ngươi định lừa ai? Sư phụ người này chắc đang che giấu điều gì đó. Xương Bình liền ngăn lại sự hiếu thắng của đệ tử, được rồi. Sau đó ông hướng đến Sở Vân yêu cầu các đệ tử đi ra núi Ngũ Dương gặp nạn, còn chưa rõ còn ai may mắn sống sót, số lượng người của ta ở đây không đủ, nếu đã đến rồi thì lại giúp một tay. Ông cũng nhanh chóng phân phó Vương Song, hai người các ngươi đi phía bên trái động,
xem có còn ai sống sót không. Cậu và Vương Song liền nhận lệnh vâng, Sở Vân vẫn giữ thái độ hòa nhã, sư huynh chúng ta đi thôi. Nhưng tên kia lại diễn không hề giả chân, vội ngồi thụp xuống kêu than. Ây ia sư đệ à, vừa rồi ta không cẩn thận bị trẹo chân rồi, hay là đệ đi xem trước đi, ta theo phía sau. Cậu thầm cười nhạo đúng là tên ngốc, cứ thế cậu một mình đi vào sâu trong động. Miệng thì lẩm bẩm chắc là hướng này. Vương Song à, Vương Song chơi trò khôn vật đấy thì cơ duyên của người ta sẽ không khách khí nữa nhé. Lý do cậu cười là khi nãy đã nhìn thấy bước ngoặt gần đây của hắn, ở sâu trong động núi Ngũ Dương cứu sống sư huynh kết thành quý nhân. Cậu thầm nhũ kết thân với quý nhân, cơ hội tốt như này không thể cứ thế mà bỏ lỡ được. Rất nhanh cậu đã mừng rỡ la lên tìm thấy rồi, việc đầu tiên là đến gần kiểm tra hắn vẫn còn sống. Người này ắt hẳn là quý nhân rồi, xem là thân phận như nào. Bản vận mệnh của hắn liền hiện ra, chỉ một câu thôi đã nói lên tất cả đoạn hoành vận may ùn ùn. Cậu giờ không biết nên khóc hay nên cười, thở dài nói lại là một tên mệnh tốt. Nhìn xuống phần quan trọng thì kết cục là tại Lạc Hạ Cốc đánh thua đối thủ, người chết hồn tan. Còn bước ngoặt gần đây trong động phủ thần bí ở núi Ngũ Dương tìm thấy một viên thần bí nguyên thai. Cậu lấy lại tinh thần phấn khích, thần bí nguyên thai ư? Vì điều này mà nụ cười của cậu dần trở nên mất nhân tính. Đây chỉ là hành động bất đắc dĩ, cậu liền bam vào đầu hắn một cái rồi nói xin lỗi nhé sư huynh. Cậu còn cẩn thận xem xét xem ra hôn mê thật rồi. Ngay sau đó cậu liền bắt tay vào việc vừa tìm kiếm vừa suy nghĩ. Không ngờ là cú ngã này lại có thể gặp được quý nhân, còn có thể gặp được cơ duyên mới nữa. Tính ra cậu cũng đâu xui xẻo gì, rất nhanh đã phát hiện tìm thấy rồi. 3 phút sau cậu nhẹ nhàng nhắc từng khối đá để mở đường. Gương mặt cậu tràn ngập sự phấn khích, thò đầu vào trong nguyên thai ắt hẳn là ở trong đây rồi. Bên trong là một viên đá đang phát sáng và một cuốn sách gì đó. Cậu đi đến nhẹ nhàng cầm nó lên, miệng thì không ngừng cảm thán tên này lại có thể dẫn độ động thiên địa nguyên khí sao. Cậu rất tỉnh táo suy tính nơi này không nên ở lại lâu, nguyên thai và sách cứ cất đi trước, đã quay về từ từ nghiên cứu sau. Hệ thống đặt ra câu hỏi để chắc chắn có đưa nguyên thai sơn hải dị trí vào không gian lưu trữ không. Sau đó cậu quay lại đưa đoạn hành ra ngoài, Liêu Xương Bình cẩn trọng xem xét, vẫn may tính mạng không sao, chỉ là phần đầu bị thương hơi nghiêm trọng. Ta cần lập tức đem hắn quay về tông môn chữa trị, ông ta nói rồi thì hạ lệnh các ngươi ở lại trông chừng trong động. Sau đó quay sang Sở Vân bảo lần này ngươi làm rất tốt, cầm lấy tính vật này quay về tông môn lãnh phần thưởng nhiệm vụ. Cậu nhiệt tình đáp đa tạ trưởng lão. Trong lòng thì mừng thầm, cuối cùng cũng xong việc rồi, tiếp theo đây có thể đi Lệ Châu động thiên rồi. Đến tối cậu đi đến một con thác ở Lệ Châu động thiên Lưu Vân Tông bí cảnh sau núi, sau đó vung kiếm chém một nhát để mở đường. Một cửa động nhỏ khuất sau thác nước, vào bên trong cậu thở phào nhẹ nhõm, hôm nay không có ai canh gác sau núi, chắc hẳn là bị điều động đi trong coi linh thạch khoáng rồi. Đi vào bên trong, thứ đầu tiên xuất hiện đập vào mắt cậu là hai thanh kiếm khổng lồ, bên trên có khắc chữ Kiếm Ý Trường Lang. Nhược vô thử chí thiết vật nhập nội, hậu nhân cần ký kiếm đạo lộ tuấn duy tâm đạo kiên. Cậu tự lẩm bẩm suy đoán đây chính là thí luyện của truyền thừa sao. Nói rồi cậu cũng không do dự bước vào bên trong. Không biết cảnh tượng phía trước là gì mà khiến cậu mở to mắt. Đó là cảnh tượng một con người đối đầu với hàng vạn thiên ma thiên bất sinh ngã. Ông ta chỉ vung kiếm một lần, duy hữu nhất kiếm, khả khai sơn đoạn giang, tất cả thiên ma liền tan biến, chấn ma khai thiên. Cậu như đang chứng kiến một cảnh tượng đã đi vào thần thoại. Đây từng là đỉnh ký kiếm tu của Lưu Vân Tông sao? Nhát kiếm đó mạnh đến mức rơi xuống đến nơi cậu đứng. Vị đại nhân kia nghiêm khắc nhắc nhở tiểu tử vô tri, nếu muốn giữ mạng mau chóng rời đi. Cậu đang cố hết sức nhưng sức mạnh to lớn quá, nếu không có Hỗn Nguyên kiếm thai ta căn bản không thể chống đỡ. Vậy mà ông ta cũng thẳng tay tấn công về phía cậu phụ ngu ngoan kháng, chỉ một cái chỉ tay đã tạo ra vụ nổ lớn, sau đòn đánh cậu liền te tua tơi tả, khó khăn mở lời đi cũng không được, có đi cũng. Cậu chợt nhìn nhận lại số phận của mình, từ lúc đến thế giới này con mèo con chó qua đường cũng có thể tùy ý bắt nạt ta, mỗi ngày nằm mơ ta đều mong có thể phản kích lại, bây giờ ta khó khăn lắm mới có cơ hội lật lại thế cờ. Tất cả mọi thứ như bị dồn nén khiến cậu hét lớn, ta muốn sống tiếp, ta muốn trở thành người đứng trên người khác. Trong khoảnh khắc sự quyết tâm trỗi dậy, cậu đã kiên trì cố gắng chống đỡ, cuối cùng chỉ còn thấy được thứ ánh sáng chói mắt. Vị đại nhân kia thấy vậy thì quan ngại, nghĩ Aia không phải là dùng sức mạnh quá nên đánh chết rồi chứ, còn tưởng lần này có thể có người kế thừa được sức mạnh của ta. Ông cũng có chút tiếc nuối nhưng đành thôi, tư chất của tiểu tử này cũng khá được, quả thật là phát cuối đã dùng lực quá mạnh rồi, lần sau phải bớt chút sức lực mới được. Nhưng khi làn khói tan ra, cậu vẫn còn nguyên tư thế ban đầu, mặc dù cả người đã tê tua, ánh mắt thất thần nhưng có vẻ vẫn còn sống. Ông ấy liền cười sảng khoái bảo, ha ha, tiểu tử kiên trì lắm, chỉ người có tâm trí kiên định mới có thể trở thành vô thượng kiếm đạo. Vậy là ông ấy cũng đã yên tâm rời đi, lão phu đi đây. Tàn hồn của ta đã tồn tại trăm năm, cuối cùng cũng có người kế thừa rồi. Cậu giờ đã sức cùng lực kiệt, liền ngã xuống. Giả cảnh khi nãy cũng đã biến mất, thay vào đó là một bãi cỏ mềm mại. Tiếng ông ấy vẫn còn vang vọng dặn dò, tiểu tử tốt số, Đại Hà kiếm pháp tổng cộng có 12 tầng, chuyên tâm học chắc chắn có thể bước vào vạn pháp cảnh không cần suy nghĩ. Thanh Nguyên kiếm pháp là kiếm pháp đỉnh cao, có lẽ có thể đạt đến đỉnh phong kiếm đạo, đáng tiếc là chỉ có 5 tầng phần đầu. Phần sau rất có khả năng xuất hiện ở hoang mạc phía nam. Nhớ kỹ, hai quyển kiếm pháp này không thể luyện tập cùng lúc, chọn như thế nào đều phải xem tâm trí của ngươi. Cậu tất nhiên không bỏ lại cái nào rồi, trẻ con mới lựa chọn còn ta lấy hết. Thế là 4 ngày sau đã trôi qua. Liêu Xương Bình đang gấp gáp tìm kiếm, cậu tìm được Diệp Sở Vân chưa? Mấy tên đệ tử liền bẩm báo trưởng lão đã tìm hết trên dưới tông môn rồi. Bất ngờ tiếng hát của cậu lại xuất hiện, còn rất thong thả đi tới, hôm nay là một ngày tốt, chuyện mong muốn trong lòng đều có thể thành. Mọi người bắt đầu bàn tán to nhỏ về cậu là Diệp Sở Vân. Có phải tên tiểu tử này đẹp trai hơn rồi không? Cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Liêu Xương Bình nghiêm mặt hỏi Diệp Sở Vân mấy ngày nay ngươi đã đi đâu, cậu từ tốn hành lễ đáp bẩm trưởng lão đệ tử xuống núi tu luyện tính ngày trở về sẽ báo. Nghe vậy ông cũng không có lý do gì để trách mắng liền bảo được rồi mau đi theo ta gặp tông chủ. Cậu hoảng hốt hỏi lại tông chủ ư, sau đó họ nhanh chóng vào bên trong Vân Tiêu các sảnh nghị sự của tông môn. Vừa thấy cậu ai đó liền thân thiết gọi Diệp sư đệ, cậu cũng nhanh chóng nhận ra Đoàn Hoành Đoàn sư huynh. Đoàn Hoành vui mừng bảo Diệp sư đệ cuối cùng cũng gặp mặt rồi. Ngày đó đệ cứu ta vẫn luôn không có cơ hội cảm ơn trực tiếp với đệ, cậu cũng khách khí đáp việc nên làm thôi sư huynh không cần để tâm. Bên này một vị đại nhân đầu tóc đã bạc cất tiếng hỏi ngươi chính là Diệp Sở Vân à, ông ấy chính là Cố Hiền Đức tông chủ Lưu Vân Tông. Lão ấy đột nhiên không nói gì thêm liền tỏa ra khí thế áp đảo. Cậu khó khăn chống đỡ thầm nghĩ khí thế mạnh quá, dù vậy cậu vẫn cố gắng hành lễ đáp đệ tử Diệp Sở Vân tham kiến tông chủ. Lão ta liền thu hồi khí thế hài lòng nói ừm quả thật không tệ, cũng coi như là nổi bật trong các đệ tử ngoại môn. Ba ngày sau chính là trận tỉ thí lớn của nội môn Lâm Vân, đừng khiến ta thất vọng. Cậu nghe ông ấy nói một tràn mà chẳng hiểu gì. Liêu Xương Bình thấy vậy cũng tốt bụng giải thích rõ cho cậu ba ngày sau là trận tỉ thí lớn của tông môn. Tông chủ có ý muốn chọn người trong các đệ tử ngoại môn để ủy thác nhiệm vụ quan trọng, Đoàn Hoành đã đề cử ngươi. Nghe vậy cậu liền phấn khởi đáp lễ đa tạ tông chủ, đa tạ Đoàn Hoành sư huynh. Tông chủ lại nhàn nhạt ra lệnh Đoàn Hoành Lâm Vân lui xuống trước đi. Cố Hiền Đức liền hỏi việc chính chuyện đệ tử Ngũ Dương Sơn bị ai giết điều tra thế nào rồi. Liêu Xương Bình liền bẩm báo vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ tung tích gì. Nhưng theo điều tra gần đây Xích Quỷ Tông điều động nhân lực rất nhiều, có lẽ có chút liên quan. Nghe vậy tông chủ liền dặn dò tiếp tục điều tra đồng thời trông chừng Xích Quỷ Tông. Trở lại với Sở Vân, cậu cũng nhanh chóng bắt tay vào luyện tập trận tỉ thí nội môn, ta nhất định phải thể hiện tốt. Nếu như ta trở thành đệ tử nội môn thì có thể tiếp xúc được cơ duyên. Cậu xem xét lại những gì bản thân đã có được ở trong động Thiên Lệ Châu 4 ngày. Ta đã luyện Đại Hà kiếm pháp đến viên mãn tầng 3 rồi, Thanh Nguyên kiếm pháp luyện đến tiểu thành tầng 2. Cảnh giới cũng đã tấn thăng đến Nạp Nguyên bát trọng rồi, tu luyện quả nhiên vẫn còn phải dựa vào sự hỗ trợ của đan dược và hoàn cảnh. Ngoài ra còn tìm được một quyển Tâm Pháp Vạn Hoa kiếm pháp và một tàn phẩm La Bàn không biết dùng sao, cậu vẫn còn lo ngại nhưng những cái này sợ là vẫn không đủ. Đột nhiên có thứ gì đó lao vút đến cậu, thân thủ Sở Vân cũng nhanh nhẹn liền phản đòn. Lúc này một lão già ở trên cây cất tiếng khen ngợi không tệ không tệ. Tiểu tử ta không nhìn nhầm, theo như bản vận mệnh đang hiện hữu thì ông ấy tên là Đặng Bằng Tổ, hạo nhiên chính khí cảnh giới Vạn Pháp bát trọng cảnh. Kết cục trăm năm trước đánh nhau với người ta ở Vô Nhai Gian đã bị trọng thương tu vi tuột mạnh, cuối cùng đã mai danh ẩn tích ở Lưu Vân Tông sống nhàn nhã tiêu dao cả một đời. Bước ngoặt gần đây xuống núi mua phải rượu giả nên đã tức giận đập quán rượu. Ông ấy vẫn đang nhàn nhã khen ngợi không tồi, phản ứng rất nhanh, cậu giờ mới nhẹ nhõm thầm nghĩ thì ra là tiền bối của Lưu Vân Tông. Hệ thống bất ngờ thông báo ký chủ đã nhận được mệnh số màu tím thuận buồm xuôi gió. Cậu có chút bất ngờ thêm một mệnh số màu tím, đáng tiếc vẫn không tránh được cái chết sao. Quý nhân chắc không phải là vị trước mặt đấy chứ. Nghĩ rồi cậu lễ phép cất tiếng hỏi không biết tiền bối có chỉ giáo gì sao. Ông ấy lại cười lớn bảo không hổ là tiểu tử lấy Hỗn Nguyên kiếm thay đi. Là một nhân tài có thể bồi dưỡng ta không nhìn nhầm. Nói rồi ông liền ném một quyển Thất Huyền kiếm pháp về phía cậu. Sở Vân cũng nhanh tay chụp lấy. Sau đó ông ấy lại nghiêm túc nói tiếp ta thấy nguyên khí trong người ngươi đang bị ứ động. Quyển kiếm phổ này có ích cho ngươi cầm về luyện đi. Cậu cũng lễ phép đáp đa tạ tiền bối. Ông ấy hào sảng bảo không cần cảm ơn, ta ở trong nội vụ các có thời gian rảnh thì đến tìm ta. Lão già ta đã lớn tuổi rồi thích nói chuyện với những người trẻ tuổi. Cậu liền nhận lời đảm bảo nói tiền bối yên tâm, nếu vãn bối có thời gian thì sẽ đến bái kiến ngài. Sau khi thấy cậu rời đi thì ông ta lẩm bẩm đánh giá tiểu tử này cũng có chút cá tính. Nhiều năm như vậy rồi kiếm pháp mà lão già kia để lại cuối cùng cũng có người thừa kế rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 ngày sau trận tỉ thí nội môn đã đến. Mấy tên tu sĩ đang xếp hàng xôn xao bàn tán, nghe nói phần thưởng của trận tỉ thí nội môn lần này hậu hĩnh hơn những lần trước rất nhiều. Người giành được hạng nhất có thể có được độ ách thần đan cực kỳ hiếm thấy, còn có thể chọn một quyển thư tịch tùy thích. Tên bên cạnh cũng nhiệt huyết tiếp lời đâu chỉ có thế, nghe nói một vị trưởng lão ẩn danh đã lâu sẽ chọn một đệ tử chân truyền từ trong các đệ tử ngoại môn thắng được trận này, đúng là hiếm thấy. Sở Vân nghe vậy thì lẩm bẩm chẳng trách có nhiều người đến báo danh như vậy xếp hàng dài gần chết. Đột nhiên có ai đó vỗ vai cậu nói lớn này tiểu tử, cút ra nhường chỗ cho lão tử. Cậu đã bực lại bị đổ thêm dầu vào lửa liền khó chịu đáp cút xuống cuối xếp hàng. Tên ngang ngược kia liền nổi điên ngươi nói gì chán sống à, cậu không nói nhiều liền cho hắn một cú. Tên kia liền bay ra xa, cậu vẫn còn lửa giận lẩm bẩm ghét nhất là cái loại chen hàng. Mấy người xếp hàng kia ai cũng há hốc mồm, đây không phải là Hà Thủ Kỳ rất nổi bật năm nay sao, cậu vẫn còn phát cáu nên không để tâm đến mấy lời bàn tán phía sau mình. Đã xảy ra chuyện gì vậy ta không nhìn rõ, Hà Thủ Kỳ bị đánh bại trong một chiêu. Hắn không phải là người mới ở ngoại môn sao, cũng nhanh thật đấy. Phía xa xa có ba người chắc cũng thuộc dạng ưu tú đang bàn tán về Sở Vân Diệp, Khâu Chí Bình thoải mái mở lời sức mạnh của tiểu tử này không tồi. Còn vị cầm quạt là Từ Nhược Thanh cất tiếng hỏi cô gái bên cạnh Diệp Thiến ngươi thấy tên tiểu tử này thế nào. Nữ tử tên Diệp Thiến này vẫn rất kiêu ngạo đánh giá Hà Thủ Kỳ ngu xuẩn quá, bị hắn lợi dụng sơ hở, nếu là ta thì chỉ cần hai chiêu là chắc chắn hắn sẽ bại. Tiếng trống bắt đầu vang lên, đại hội cũng bắt đầu thông báo trận tỉ thí nội môn lần này được chia làm 4 vòng. Vòng đầu tiên là hỗn chiến, tất cả các đệ tử báo danh đều đứng trên lôi đài, bị đánh ra khỏi phạm vi võ đài là coi như bị loại, chọn ra 30 người đứng vững cuối cùng. Vòng đầu tiên Sở Vân chỉ nhàn nhã đứng yên một chỗ, khí thế đến mức không ai đến gần. Rất nhanh vòng thi đấu đầu tiên kết thúc, người bước tiếp là Diệp Thiến, Từ Nhược Thanh vân vân. Sở Vân ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh nhưng bên trong lại tự cảm động rơi nước mắt.
Vòng đầu tiên đã sàng lọc ra phần lớn đệ tử có thực lực yếu, gần đây thực lực tăng nhanh. Cuối cùng cũng đã cảm nhận được một chút cảm giác của người xuyên Việt đến đây rồi, ban tổ chức tiếp tục thông báo vòng 2 bốc thăm đánh 1-1. Người thắng bước vào trận chọn ra 12 người mạnh, người thua bị loại thẳng. Tên đối thủ của cậu ngạo mạn lao đến quát tiểu tử chuẩn bị loại đi, nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng tần một cú hắn đã bay vài vòng. Rất nhanh đã đến vòng 3, cũng là vòng quyết đấu cuối cùng giữa các đệ tử ngoại môn chọn ra 6 người mạnh nhất. Cậu lười biếng ngáp một tiếng rồi bảo không ngờ lại lọt vào vòng thứ 3 nhẹ nhàng như vậy. Mọi người xung quanh đang bàn tán về đối thủ lần này của cậu. Bạch Trúc Thanh ư, sao hắn lại đến, đã lần thứ 8 rồi, tên này đúng là càng thua càng đánh mà. Sở Vân cũng nghe ngóng được đã 8 lần rồi mà vẫn chưa vào nội môn, chuyện gì vậy? Trong lòng cậu đang khóc như mưa, nhìn giao diện của hắn thảm quá đi. Vận mệnh của hắn đã hiện ra rõ ràng trước mắt cậu, Bạch Trúc Thanh đen đủi khắp người cảnh giới Nguyên Hải nhất trọng. Kết cục tuy xui xẻo 1000 năm nhưng 1000 năm sau lại tích lũy được nhiều thành tựu rực rỡ, bước ngoặt gần đây đến Thanh Hà Phong nhặt được một miếng ngọc giác. Càng xem Sở Vân càng đồng cảm, hắn là một tên xui xẻo thảm hại giống như ta. Bên ngoài cậu vẫn bình tĩnh lịch sự mở lời, Bạch sư huynh khiêm nhường rồi, hắn cũng tôn trọng đáp lễ, Diệp sư đệ ta bắt đầu đây. Sở Vân vẫn giữ cảnh giác, tuy tên này xui xẻo nhưng cảnh giới tu vi lại không kém, không thể sơ suất được. Hắn liền bắt đầu tung xúc sắc ngự vật, được ăn cả ngã về không. Những viên xúc sắc đó liền biến đổi kích cỡ. Sở Vân cũng lập tức phản đòn liên hoàn trọng kích, chỉ trong chốc lát mấy viên xúc sắc đó liền vỡ nát. Mấy người xung quanh liền tán thưởng, Diệp Sở Vân này đúng là mạnh thật, một đấm một cái, tên này mới là hắc mã của ngoại môn. Bạch Trúc Thanh vẫn đắc ý chuẩn bị tung chiêu tiếp theo, Diệp sư đệ vừa nãy chỉ là món khai vị thôi, bây giờ mới là. Nhưng chưa gì thì vận xui của hắn lại đến, đột nhiên tự trượt chân, rồi cứ thế theo đà mà văng ra khỏi võ đài. Hắn chỉ biết nằm đó bất lực trong nước mắt, đến Sở Vân cũng không tránh khỏi ngỡ ngàng, sao có thể xui đến như vậy chứ. Rất nhanh có người đã thông báo Diệp Sở Vân thắng, ở một bên nào đó tông chủ và một nữ nhân nào đó đang theo dõi trận đấu. Ông ấy vui vẻ cất lời, tỷ thí nội môn năm nay thú vị hơn năm ngoái rất nhiều. Đúng là tuổi trẻ tài cao, ông ấy bắt đầu hỏi ý nữ nhân bên cạnh, ngươi xem nha đầu này thế nào. Nó là tuyển thủ có khả năng trở thành người đứng đầu nội môn nhất, cô ta chỉ nhàn nhạt đáp, tâm cao khí ngạo, đáng tiếc là thực lực không xứng với dã tâm. Ông ấy tiếp tục chuyển hướng sang Từ Nhược Thanh, vậy ngươi xem hắn thì sao. Cô ấy vẫn không có hứng thú, chính phái quá con đường tu tiên không thể quá cương trực được. Ông ấy bất lực bảo, hai người này đã là người có tư chất rất tốt rồi. Nếu như ngươi đều không hài lòng, Hồng Tụ trưởng lão sợ là ở đây không có người có thể khiến ngươi hài lòng được rồi. Cô ta chính là vị trưởng lão ẩn danh Hồng Tụ Lưu Vân lão tổ. Có vẻ cô ấy đã để ý đến Sở Vân, chưa chắc, ta thấy tiểu tử đó không tồi. Quay lại trận đấu, Sở Vân đang từ tốn chuẩn bị vũ khí. Đây là vòng thứ 3 trận 6 và 4 đầu tiên, và đối thủ lần này của cậu là Diệp Thiến, cô ta vẫn giữ thái độ kiêu ngạo bảo, "Này, ngươi chính là Diệp Sở Vân đúng không? Ngươi có thể đi được đến đây đã là rất may mắn rồi, nhưng gặp được ta thì vận may của ngươi chấm dứt rồi." Phía sau cô, đám người kia cũng đang bàn tán. Diệp Thiến là người mạnh nhất ở ngoại môn, đã là Nguyên Hải tứ trọng cảnh rồi, lần này hắc mã thua chắc rồi. Nghe vậy cô ta càng đắc ý, nghe thấy gì chưa, ta khuyên ngươi nên nhận thua sớm đi, tránh bị mất mặt đã hiểu chưa. Cậu cũng từ tốn nói ra sự thật, may mắn ư, từ trước đến giờ ta chưa từng có thứ đó. Cô ta nghe vậy thì liền lấy thanh kiếm của mình ra, Việt nữ kiếm pháp, rồi cao ngạo nói không biết xấu hổ. Tiếp đó cô ta chỉ tay điều khiển thanh kiếm lao về phía cậu. Sở Vân liền dùng thất huyền kiếm pháp chống đỡ. Diệp Thiến có chút bất ngờ, Sở Vân thì đang khó hiểu sao nguyên lực trong cơ thể lại đột nhiên dao động không thể khống chế được. Cậu hoang mang suy đoán, bởi vì đã sử dụng thất huyền kiếm pháp sao, chưa gì cô ta lại điên cuồng lao đến, tưởng may mắn đỡ được một kiếm là có thể thắng ta được sao, để ta xem ngươi có thể may mắn được đến đâu. Cậu tiếp tục dùng thanh kiếm gỗ chống đỡ với chiêu thức thất huyền kiếm pháp công. Mấy tên xung quanh cũng bắt đầu nháo nhào, tiểu tử này điên rồi đúng không, vậy mà chủ động đánh trả Diệp Thiến. Thanh kiếm trên tay Diệp Thiến là linh khí trung phẩm, một cái kiếm gỗ nhỏ nhoi sao có thể thắng được. Hai bên đang dần co căng thẳng, Diệp Thiến cũng bắt đầu hoang mang, sao tên này lại có nguyên lực sâu không thấy đáy như vậy. Nhưng bất ngờ thanh kiếm gỗ của cậu lại nứt ra, rồi dần dần tan biến trong sự kinh ngạc của mọi người, chuyện gì vậy, đó là kiếm của Diệp Sở Vân sao. Rốt cuộc cậu đã hứng chọn đòn đánh của Diệp Thiến, việc dễ dàng hạ gục cậu khiến Diệp Thiến càng trở nên đắc ý. Với thực lực của ngươi có thể lọt vào trong 12 người mạnh nhất ngoại môn đã làm may mắn lắm rồi, muốn vào nội môn đừng mơ mộng hão huyền nữa. Cố Hiền Đức thấy kết quả liền cất tiếng, quả nhiên Diệp Sở Vân vẫn kém một chút. Dù gì thì Diệp Thiến cũng là người mạnh nhất ngoại môn, đánh được vậy đã là tốt lắm rồi, lần này ngươi vẫn thấy Diệp Thiến không được sao. Hồng Tụ liền mỉa mai, Cố Hiền Đức từ lúc nào mà mắt ngươi lại mở đi vậy, vừa nãy tiểu tử này đã dùng thất huyền kiếm pháp mà tất cả võ giả dưới núi đều biết, tuy đã đổi chút nhưng vẫn không lừa được ta. Còn vũ khí của hắn lại là một thanh kiếm gỗ rất sơ sài, trong tình huống này mà Diệp Thiến vẫn không thể đánh hắn bị trọng thương được. Tiểu tử này đang che giấu thực lực, đúng như lời Hồng Tụ nhận xét, cậu rất nhanh đã đứng dậy. Mọi người xung quanh cũng vô cùng kinh ngạc, hắn vậy mà lại không sao, không hổ là hắc mã. Hồng Tụ còn nói thêm, sợ là vừa nãy đến 7 phần lực cũng không dám dùng. Cậu mang vẻ mặt thách thức cất tiếng hỏi, có phải là ngươi đã vui vẻ quá sớm rồi không. Diệp Thiến vẫn còn đang ngỡ ngàng, vậy mà hoàn toàn không có vết thương nào. Lúc này trong đầu cậu thầm trách, đều tại lão già kia, lúc ta với Diệp Thiến đang đấu kiếm với nhau lại đột nhiên truyền âm đến. Lúc nãy khi cậu đang giằng co căng thẳng với Diệp Thiến thì tiếng của lão già hôm trước Đặng Bằng Tổ đột nhiên cất lên, tiểu tử mới 3 ngày ngắn ngủi mà đã luyện thất huyền kiếm pháp được như vậy rất tốt, sau này nếu muốn theo ta luyện kiếm pháp thì phải làm được 2 điều, vào nội môn và đứng đầu người vào nội môn. Ngoài ra không thể bái bất kỳ trưởng lão Lưu Vân Tông nào làm sư,
cậu không phục. Thầm nghĩ lão già tự luyến ta chưa từng nói là muốn theo hắn luyện kiếm. Dù vậy nói đi cũng phải nói lại, nhưng bây giờ ta có truyền thừa của kiếm vô danh, nếu như bái trưởng lão của Lưu Vân Tông làm thầy thì chắc chắn sẽ bị bại lộ. Nếu Đặng Bằng Tổ là quý nhân có số mệnh màu tím của ta thì ta đành cược vào hắn một ván vậy. Vì yêu cầu này nên cậu bất đắc dĩ nói xin lỗi, vốn dĩ muốn khiêm tốn lấy danh ngạch thứ 6 để vào nội môn, lần này sợ là không thể để ngươi thắng được rồi. Diệp Thiến vẫn còn rất tự đắc phản bác, chỉ dựa vào ngươi, kiếm của ngươi đã không còn rồi, đòi lấy gì mà đấu với ta. Cậu trực tiếp lên tiếng đả kích cô ta. Diệp Thiến, tuy ngươi có thiên tư nhưng không thể thoát khỏi có liên quan đến gia thế của ngươi. Là sự thật, với bối cảnh gia tộc của ngươi chỉ cần có chút thiên phú thì cho dù là lợn cái cũng có thể bay lên trời. Có lẽ bị đánh vào lòng tự trọng nên cô ta đã nổi điên, liền cắn ngón tay rớm máu, sau đó để máu đó dính lên lưỡi kiếm rồi điên cuồng lao đến cậu. Ngươi muốn chết à? Sở Vân vẫn không phản ứng cho đến khi nhát kiếm của cô ta chỉ còn cách trong gang tấc thì thanh kiếm của cậu bất ngờ xuất hiện chặn ngang kiếm của cô ta một cách nhẹ nhàng. Tâm lý cô ta liền mất đi thế chủ động, cái này hắn lấy từ đâu ra? Lực sát thương từ thanh kiếm của cậu khiến tay cô ta cũng bị bỏng. Diệp Thiến chỉ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, sao có thể? Lúc này cô nhìn lại Sở Vân thì phải nói là phát khiếp với khí thế. Khí thế của hắn so với trước đó sao lại giống như hai người khác hẳn nhau. Lần này đến lượt cậu ra tay, dứt khoát giơ cao thanh kiếm trong tay lạnh lùng cất lời, Diệp Thiến ngươi yếu quá. Cùng lúc với câu nói thì cậu cũng vung mạnh thanh kiếm, nhát chém khiến Diệp Thiến bay thẳng ra khỏi lôi đài. Ai cũng mắt chữ O mồm chữ A, đây là đánh bại bằng một chiêu, đây còn là chuyện mà người có thể làm ra sao? Trong số đó cũng có Triệu Ngọc Hổ, tiểu tử này vừa mới gia nhập ngoại môn được mấy ngày, tốc độ tiến bộ này cũng thật kinh khủng. Ban tổ chức tiếp tục thông báo bốc thăm đổi chiến trường, tiến hành sắp xếp thứ hạng vòng thứ hai. Khâu Chí Bình bóc trúng Diệp Sở Vân liền nhanh chóng bảo trọng tài, trận này ta nhận thua, mọi người đều bảo ta là đầu đất nhưng thật ra ta rất thông minh. Diệp Thiến cũng không thể đánh bại được hắn thì ta chắc chắn cũng không thể đánh bại được, dù sao cũng đã lọt vào trong 6 người mạnh nhất rồi, thứ tự đối với ta mà nói cũng không quan trọng. Người bên ban tổ chức cũng bất lực với hắn, tốt xấu gì thì ngươi cũng nên lên lôi đài đã chứ. Hắn vẫn bỏ qua sĩ diện còn nhiệt tình của Vũ Lâm sư đệ, cố lên. Sở Vân cũng khổ sở với điều này, đừng như thế chứ. Thế là vòng thứ 3 cũng nhanh chóng kết thúc. Kết quả là Khâu Chí Bình tự nhận thua xếp thứ 4, Từ Nhược Thanh không địch Diệp Sở Vân xếp thứ 3. Diệp Thiến xếp thứ 2, thực lực tổng hợp khá mạnh, Diệp Sở Vân đứng đầu. Và sau đây là vòng tỉ thí cuối cùng chiến đấu với đệ tử nội môn. Áp dụng hình thức thay thế, một khi đệ tử nội môn thất bại thì sẽ lập tức bị đuổi khỏi nội môn, người thắng sẽ thành công bước vào nội môn. Các đệ tử nội môn vào sân, tên hay ra vẻ này là Triệu Ngọc Long, ca ca của Triệu Ngọc Hổ, xin chào các sư đệ sư muội. Bên cạnh tiếng reo hò thì Triệu Ngọc Hổ đang cố gắng ngăn cản ca ca mình, ca mau chạy đi, huynh không phải là đối thủ của Diệp Sở Vân. Hắn vẫn trưng bộ mặt rất chi là uy tín, bảo Hổ đệ yên tâm, ca ca sẽ báo thủ cho đệ. Triệu Ngọc Hổ coi như đã biết trước kết quả xong đời rồi, ban tổ chức lại thông báo bây giờ sẽ do đệ tử nội môn chọn tuyển thủ đối chiến mà bản thân muốn. Vừa dứt câu, anh Long này liền xung phong chọn trước, hắn chỉ vào Sở Vân nói ta trước, ta chọn đánh với hắn. Còn lớn tiếng nói thẳng mục đích, đây là danh ngạch ta cố ý xin trưởng lão, hôm nay ta đến để lấy hết nhuệ khí của tiểu tử ngươi, báo thủ cho đệ đệ ta. Khán giả cũng bó tay với hắn, con hàng này mới nên tên là Triệu Ngọc Hổ, đúng là hổ thật. Triệu Ngọc Hổ chỉ biết khóc trong vô vọng, ca là ta có lỗi với huynh. Khán giả bên dưới cũng chắc chắn bảo không cần phải nghĩ nhiều, dù sao Long ca cao hơn Diệp Sở Vân cả một cảnh giới lớn, chưa gì hắn đã bắt đầu đắc ý cất tiếng, tiểu tử bây giờ ngoan ngoãn quỳ xuống nhận sai, sau đó để thanh kiếm của ngươi lại, có lẽ ta còn có thể để cho ngươi không thua, khó coi quá. Sở Vân cũng hùa theo đùa cợt, ôi ta sợ quá đi, tên hiếu chiến này mới đó đã bị khiêu khích rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt à, hôm nay ta phải đánh ngươi rụng hết hàm răng. Sở Vân thong thả né đòn đầu tiên của hắn, tên tiểu nhân này đã thế còn hay nói nhiều, tiểu tử ngươi còn không ra kiếm thì sẽ không kịp nữa. Sở Vân hết sức khinh thường bảo đối phó với ngươi không cần dùng kiếm, cậu bắt đầu tung nhẹ một đấm phản đòn Lưu Vân Quyền. Long ca của chúng ta liền bắt đầu hoảng, chuyện này sao có thể? Không để mất thời gian, Sở Vân lập tức lao đến hắn, tần thêm một cú chí mạng thiết xương khốc. Hắn vừa bay lên không trung vừa thầm nghĩ, xong đời rồi, sao Diệp Sở Vân này lại mạnh như vậy, miệng thì la lớn a sắp rơi xuống rồi. Lúc này cậu liền nắm chân hắn lại, trong phút chốc tiểu tử này liền cảm động rơi nước mắt, là Diệp Sở Vân sao hắn thật tốt. Nhưng thực tế phũ phàng, cậu liền vật hắn thêm hai cái nữa. Trọng tài cũng bắt đầu toát mồ hôi, Diệp Sở Vân được được rồi, người đã bị ngươi đánh ngất rồi, đây rất có thể là công báo tư thủ à. Sở Vân liền diễn nét ngây thơ đáp, nhưng hắn vẫn chưa nói nhận thua. Triệu sư huynh không được à, còn đánh nổi không? Hắn liền yếu ớt bảo ta nhận thua. Triệu Ngọc Hổ lúc này đã khóc tràn bờ đê, đúng là tạo nghiệp mà. Rốt cuộc đã có kết quả cuối cùng, tỷ thí nội môn lần này kết thúc, đệ tử và nội môn tổng cộng có 4 người. Tỷ thí nội môn lần này ngoài phần thưởng phong phú hậu hĩnh ra, còn có một phần thưởng đặc biệt nữa, mọi người liền xôn xao bàn tán, đây chính là vị trưởng lão ẩn thế kia sao, trẻ quá. Nghe nói là từ Thanh Hà Phong xuống đây, tông chủ cất tiếng giới thiệu, đây là trưởng lão Hồng Tụ của Thanh Hà Phong. Hôm nay đến đây là vì để chọn một người trong số các ngươi làm đệ tử chân truyền của nàng ta. Nghe vậy nét mặt Diệp Thiến liền rạng rỡ. Nhưng Hồng Tụ lại thẳng thắn đề nghị, Diệp Sở Vân ngươi có đồng ý bái ta làm sư không? Tuy ta không dám xưng mình là kiếm pháp vô song, nhưng vạn pháp cảnh đã hiếm có đối thủ. Gia nhập vào môn hạ của ta ngươi không hề thiệt thòi, hơn nữa Thanh Hà Phong có rất nhiều nữ đệ tử, đến lúc đó cũng dễ tìm cho ngươi một mối hôn sự. Mọi người lại bắt đầu ồn ào, Thanh Hà Phong chỉ nhận nữ đệ tử trong truyền thuyết, vậy mà lại phá lệ nhận nam đệ tử. Ôi trời, Diệp Sở Vân đây là vận đào hoa bay đến à? Gia nhập Thanh Hà Phong sau này Diệp Sở Vân có thể một bước lên mây rồi.
Sở Vân vì giữ lời hứa nên cũng thẳng thắn từ chối Hồng Tụ trưởng lão: "Rất xin lỗi, ta chỉ muốn làm đệ tử nội môn, không muốn làm đệ tử chân truyền." Nhóm ưu tú kia liền hoảng hốt, không tin vào tai mình: "Cái gì vậy mà hắn lại từ chối?" Hồng Tụ liền nghiêm giọng hỏi lại: "Ngươi nói cái gì?" Tông chủ cũng lớn tiếng trách móc không biết tốt xấu: "Hồng Tụ trưởng lão không có suy nghĩ thu nhận đệ tử nhiều năm như vậy rồi, nhìn chúng ngươi là cơ duyên của ngươi." Cậu vẫn nhất quyết đáp: "Tông chủ, đệ tử quả thật là không có suy nghĩ muốn làm đệ tử chân truyền." Cô ta dù tức giận vẫn giữ phong thái cố bình tĩnh nói: "Thôi đi, hiếm có người không muốn làm đệ tử của ta cũng khá thú vị. Nếu hắn đã không muốn rồi thì cứ để hắn làm đệ tử nội môn đi." Trong lòng cậu cũng tiếc lắm chứ, bộ ai bảo là ta đồng ý với lão già thối kia trước chứ. Nhưng nghiêm túc nghĩ lại thì từ chối Hồng Tụ ngoài do đã đồng ý không bái bất kỳ người trưởng lão nào khác làm sư gia, còn có một nguyên nhân quan trọng, cậu đã xem qua vận mệnh của cô ấy. Hồng Tụ trấn phái tông sư, kết cục tu hành hơn trăm năm một lòng cầu đạo, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể cầu được tọa hóa tại Thanh Hà Phong. Bước ngoặt gần đây mất một miếng ngọc ở Thanh Hà Phong, và lý do còn lại là Hồng Tụ trưởng lão tuổi thọ sắp tận. Sau trận đấu, Sở Vân đi đến tàng thư lầu nội vụ các la hét làm loạn. Cậu khóc lóc ăn vạ Đặng Bằng: "Tổ trưởng lão, người phải chịu trách nhiệm với ta. Trong mắt ông ấy thì thằng nhóc này thật khó hiểu, ngươi đứng đầu danh sách vào nội môn, không phải tông môn đã cho ngươi độ ách thần đan rồi sao? Còn để cho ngươi đến đây chọn một cuốn thư tịch bất kỳ, ngươi còn khóc cái gì?" Cậu đóng vai nạn nhân đổ lỗi cho ông ấy: "Còn không phải bởi vì trưởng lão ngài sao? Ta vừa đắc tội với Hồng Tụ trưởng lão rồi, đó là Thanh Hà Phong đấy, cả Lưu Vân Tông này làm gì có nam đệ tử nào không muốn vào đó chứ." Ông ấy cũng thông cảm cho cậu xuống nước bảo: "Được rồi, đừng khóc nữa. Ta đảm bảo trong vòng một tháng hỗ trợ ngươi đạt đến nguyên hải cảnh." Cậu liền phấn chấn hỏi: "Lời này là thật sao ạ?" Ông trả lời: "Chắc chắn, đương nhiên là thật rồi, nếu ta đã khiến ngươi từ chối Hồng Tụ thì chính là có lòng muốn dạy dỗ cho ngươi. Đi thôi, lên lầu 3 chọn một cuốn bí tịch trước. Còn về việc chọn được cái gì thì phải xem vào cơ duyên của ngươi rồi." Tên nhóc này mới vừa than khóc giờ mắt đã sáng lấp lánh. Lầu 3 ở đó là những bí tịch mà đệ tử chân truyền mới có thể được đọc, lần này hời to rồi. Nhưng nửa tiếng sau cậu vẫn còn loay hoay chọn lựa, ông ấy cũng bắt đầu mất kiên nhẫn: "Ta cũng chịu thật đấy, một cuốn bí tịch thôi mà khó tìm đến vậy sao? Nửa canh giờ rồi mà vẫn chưa chọn xong." Cậu cũng đang rối não, thành thật bảo: "Ta không có hứng thú với những thứ như quyền pháp, trưởng pháp. Những thân pháp này thích hợp hơn nhưng nhiều chủng loại quá khó chọn ghê." Ông ấy nghe vậy thì thầm cộng điểm cho cậu: "Không tệ, không tiếp tục tham vọng về kiếm pháp mà là khiêm tốn bù đắp khuyết điểm, đúng là nhân tài có thể đào tạo." Nghĩ rồi ông ta liền ra tay giúp đỡ: "Qua đây, ta chọn cho ngươi." Ông ấy lấy ra một quyển bí tịch rồi bảo: "Đây là Sung Hư Quỷ Pháp, Cử Bộ Sinh Phong Huyễn Ảnh Di Hình, là thân pháp địa giai thượng phẩm, người thường rất khó có thể khống chế được, cũng rất khó nắm chắc hoàn toàn." Cậu nghe vậy ngược lại càng đảm bảo: "Yên tâm đi trưởng lão, ta học từ từ là được rồi." Coi như đã xong việc chọn sách, giờ cậu lại muốn hỏi sang chuyện khác: "Đúng rồi, trưởng lão ngài rất thân với Hồng Tụ trưởng lão sao?" Ông ấy liền cảnh giác với thằng nhóc này: "Cũng coi là thân, nhưng cũng là chuyện của nhiều năm về trước rồi, tiểu tử ngươi lại có chủ ý xấu xa gì?" Cậu làm ra vẻ mặt ngoan ngoãn hiểu chuyện bảo: "Không phải là ta đã đắc tội với Hồng Tụ trưởng lão rồi sao? Ta muốn bù đắp một chút, không biết Đặng trưởng lão có cách gì hay không?" Ông ấy bắt đầu tiết lộ cho cậu biết: "Nàng ta quả thật là vẫn luôn có khúc mắc trong lòng, tuy người nữ nhân này nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng nàng ta đối xử với đồ đệ đều rất tốt, dốc hết lòng đối xử, chỉ đáng tiếc vận may của các đồ đệ của nàng đều rất tốt, thường gặp được các cơ duyên lớn nhỏ, nhưng ngươi phải biết chuyện gì cũng đều có nhân quả, có được thứ không thuộc về mình thì đến cuối cùng sẽ bị phản vệ." Cậu cũng ra vẻ nghiêm túc suy ngẫm: "Đều chết hết rồi à? Chẳng trách Hồng Tụ trưởng lão lại nhạy cảm với chuyện của đồ đệ như vậy, nhiều năm rồi mà rất ít thu nhận đồ đệ, nhưng với mệnh cách của nàng ta, người bình thường quả thật không thể chống đỡ lại được." Ông ấy lại có ý nhắc nhở: "Ngươi đừng cứ mở miệng ngậm miệng đều là Hồng Tụ, nếu bị nàng ta nghe thấy thì có thể một trưởng đánh chết ngươi. Tuy nàng ta tên là Hồng Tụ nhưng hiện tại là người có bối phận cao trong tông môn, trưởng lão nội môn đều gọi nàng ta là Lưu Vân lão tổ." Nghe cái danh xưng này cậu liền kích động dữ dội: "Cái gì, ngài ấy chính là Lưu Vân lão tổ?" Trong đầu cậu đang lục lại ký ức: "Ta nhớ không lâu sau Tần Tích Nhan sẽ vào môn hạ của Lưu Vân lão tổ." Cậu lại bắt đầu nãy ra ý định: "Nếu như ta có thể để bọn họ gặp nhau sớm một chút thì đó chính là đại lễ dành cho Lưu Vân lão tổ, chắc nàng ta sẽ không tìm ta gây phiền phức nữa." Chuyển cảnh đến Bạch Diệp Phong, nơi ở của nữ đệ tử của Lưu Vân Tông. Bên trong có một nữ tử nhàn nhã cất tiếng: "Tần Tích Nhan, cơ thể của ta không thoải mái, ngày mai ngươi trực thay ta đi." Tần Tích Nhan lo lắng bảo: "Liên sư tỷ, ta đã trực giúp tỷ rất nhiều lần rồi, nếu như bị trưởng lão phát hiện thì nhất định sẽ bị trừng phạt đấy." À, ta ra vẻ đắc ý nói: "Những ngày này các trưởng lão đều đang rất bận rộn xử lý sự vụ của tỷ thí nội môn, làm gì rảnh mà đến quản chúng ta." Cô gái đứng bên cạnh cũng hùa theo: "Đúng vậy, đúng vậy, ta còn đến xem tỷ thí nội môn, các ngươi không biết đâu, thực sự rất đặc sắc. Có sư huynh tên là Diệp Sở Vân không chỉ đứng đầu cuộc tỷ thí nội môn, mà còn từ chối trưởng lão Thanh Hà Phong muốn nhận hắn làm đồ đệ nữa." Mấy nữ tử này chả còn chút liêm sỉ nào, chỉ thiếu nước gào thét. Đến chân truyền đệ tử cũng không thèm coi trọng, đúng là đẹp trai quá đi. Vị Liên tỷ tỷ này lại suy bụng: "Ta ra bụng người chắc chắn là bởi vì Hồng Tụ trưởng lão chưa cho được nhiều. Nhớ trước đó tông chủ phải tốn bao nhiêu tâm huyết mới thu nhận được Tiêu Bình Thiên." Tích Nhan cũng không nhịn được khen một câu: "Không hổ là Diệp Sở Vân sư huynh, thật lợi hại." Vị Liên tỷ tỷ này lại cố ý bắt lỗi cô: "Tần Tích Nhan, tên của Diệp sư huynh cũng là cái mà ngươi có thể tùy tiện gọi sao?" À, ta lại nhân đó mỉa mai: "Không phải là ngươi muốn leo lên dựa dẫm Diệp sư huynh đấy chứ? Đó là sự tồn tại giống như kim kiếm tử Tiêu Bình Thiên, đừng có mà cóc gầy cũng đòi ăn thịt thiên nga." Tích Nhan bức xúc lên tiếng: "Diệp Sở Vân sư huynh mới không nông cạn như các người nghĩ đâu. Huynh ấy không làm đệ tử chân truyền nhất định là có lý do của huynh ấy.
mấy cô ả kia lại hùa theo nói bóng gió, ha ha, ngươi quen Diệp sư huynh sao? Nói như vậy cứ như kiểu ngươi rất hiểu hắn vậy. Cái cô họ Liên này lại đến trước mặt Tích Nhan ra vẻ bảo, ta có một biểu ca phương xa lúc trước từng cùng Diệp sư huynh từ núi Ngũ Dương trở về, chuyện ta biết còn nhiều hơn ngươi nữa, ta khuyên ngươi nên biết rõ vị trí của mình đi, cả đời ngươi chỉ có số mệnh làm tạp vụ thôi, đừng có suy tâm vọng tưởng nữa. Bất chợt tiếng của Sở Vân lại xuất hiện cho hỏi Tần Tích Nhan có ở đây không. Tích Nhan liền mừng rỡ giọng nói này. Ba cô à kia cũng mất hết liêm sỉ quay đầu nhìn là Diệp Sở Vân sư huynh. Liên sư tỷ này còn tự tin cất tiếng hỏi sư huynh, huynh đến tìm ta sao? Cậu ngơ ngác hỏi lại ngươi là ai vậy? Rồi cũng không rảnh thắc mắc mà trực tiếp nắm lấy tay Tích Nhan bảo, thật ngại quá, ta đến tìm Tần Tích Nhan, có chút chuyện cần muội ấy giúp đỡ, ta mang người đi trước nhé. Cô ả mặt dày này không biết lấy tư cách gì chặn đường lớn tiếng bảo, Diệp sư huynh hôm nay Tần sư muội còn phải trực, không biết là huynh định đưa nàng ta đi đâu. Thái độ cậu liền thay đổi nghiêm giọng nói, ta đưa muội ấy đi đâu còn phải nói với ngươi sao? Phút chốc làm mấy cô ả kia tái mặt không biết phải nói gì a chuyện này. Nói rồi cô kéo cô đi như bay rời khỏi đó. Tích Nhan xấu hổ cất tiếng bảo, sư huynh, huynh buông ta ra trước đi đã. Lúc này cậu mới nhớ hành động của bản thân có hơi quá, Tần sư muội thật ngại quá ta. Cô ngượng ngùng bảo, không sao không sao, vừa nãy cảm ơn huynh đã ra mặt giải vây cho ta, không biết sư huynh tìm ta có chuyện gì. Trước tiên cậu xem qua bản vận mệnh của cô xem có gì thay đổi. Quả nhiên sau ngày hôm đó muội ấy đã đột phá 4 cảnh giới liên tiếp, đến thánh thể cũng đã thức tỉnh. Cậu bắt đầu diễn xuất tỏ vẻ khó xử bảo, Tần sư muội muội cũng biết chuyện ta từ chối Hồng tụ trưởng lão. Cô thật thà gật đầu lia lịa. Cậu nói tiếp, bây giờ ta đã đắc tội với ngài ấy rồi, nếu như không tìm được người làm đệ tử của ngài ấy thay cho ta thì ta sẽ rất phiền phức. Cô hiểu ra ý cậu nên bối rối bảo, ta chắc là không được đâu. Cậu lại nhiệt tình ra sức thuyết phục muội, cứ coi như là giúp đỡ ta đi, nếu không được thì ít nhất cũng đã từng cố gắng mà, trong Lưu Vân Tông ta cũng không có quen nữ đệ tử nào khác, cũng không có người đồng ý làm loạn với ta. Cô nàng ngây ngô thật thà nghĩ, nếu như ta không đồng ý thì sư huynh chắc chắn là không tìm được người khác, đến lúc đó thật sự bị Hồng tụ trưởng lão chút giận thì cả đời này của huynh ấy coi như xong rồi. Nghĩ vậy nên cô liền đồng ý được ta đi theo sư huynh. Cậu đã chu đáo chuẩn bị, còn dặn dò chút nữa gặp được Hồng tụ trưởng lão thì nhớ lấy miếng ngọc giác này ra, Hồng tụ trưởng lão làm mất lâu rồi vẫn đang tìm nó đấy. Cô hiếu kỳ hỏi, sư huynh lấy được miếng ngọc giác này từ đâu vậy? Cậu đúng là nói dối không chớp mắt, ta nhặt đấy. Thực ra là ta thắng được từ trong tay tên xui xẻo Bạch Trúc Thanh này. Thế là hai người họ rất nhanh đã đến trước cửa núi Thanh Hà Phong. Cậu lấy hết sức bình sinh la lớn, đệ tử nội môn Diệp Sở Vân cầu kiến Hồng tụ trưởng lão. Hồng tụ trưởng lão, ta đến tặng ngài cơ duyên lớn đây, ngài mau ra đây xem đi, đảm bảo rất thích. Tích Nhan bên cạnh cũng thấy hơi quá vội ngăn cản. Đột nhiên một giọng nói tức giận quát lên, đi cùng đó là đòn tấn công, tiểu tử vô lễ ăn nói ngông cuồng. Nữ nhân này là trưởng lão Thanh Hà Phong Thượng Quan Uyển, cô cất tiếng giáo huấn, ai cho phép ngươi hô to gọi nhỏ ở trước Thanh Hà Phong? Nhìn thấy cô, cậu liền suy đoán khí thế này chắc là trưởng lão Thượng Quan Uyển của Thanh Hà Phong rồi. Vội cất tiếng giải thích, Thượng Quan trưởng lão, đệ tử không hề có ý muốn mạo phạm Thanh Hà Phong, lúc trước ta đã khiến cho Hồng tụ trưởng lão không vui nên bây giờ muốn bù đắp. Cô ta lại càng nổi điên, bù đắp à, ngươi đưa một nữ đệ tử thối thể cảnh đến là cảm thấy Thanh Hà Phong ta rất thiếu tạp dịch sao? Thấy cô ấy không chút nương tay, cậu cũng hốt hoảng, người nữ nhân điên này làm thật à, quả nhiên nữ nhân lớn tuổi không có đạo lữ độc ác thật. Bất ngờ một thanh kiếm xuất hiện chắn ngang đỡ đòn cho Sở Vân và Tích Nhan, là Đoạn Hoành, hắn từ đâu đó xuất hiện cất tiếng, trưởng lão đợi đã. Cậu thấy hắn thì bất ngờ hô lớn, Đoạn Hoành sư huynh. Cô ta càng phát cáo quát lớn, Đoạn Hoành ngươi muốn làm cái gì? Hắn từ tốn biết trước sau liền hành lễ nói, đệ tử tham kiến trưởng lão, tuy lúc trước Diệp sư đệ đã mạo phạm đến Hồng tụ trưởng lão, nhưng bây giờ hắn rất thành tâm muốn xin lỗi, không bằng Thượng Quan trưởng lão cho hắn một cơ hội để hắn. Không để hắn nói hết câu, cô ta liền trực tiếp ra tay, giọng điệu ngông cuồng bảo, ngươi là cái thái gì mà cũng xứng dạy ta cách làm việc. Lúc này Hồng tụ bất ngờ xuất hiện ngăn cản, Uyển Nhi dừng tay đi, khiến cô ta cũng ngỡ ngàng, sư tôn à. Hồng tụ hướng đến Sở Vân bảo, Diệp Sở Vân, bổn tọa cũng muốn xem rốt cuộc là ngươi đã đưa ai đến, nếu như là người vô năng thì bổn tọa sẽ cho ngươi hồn phi phách tán. Cậu tự tin đẩy Tích Nhan lên trước bảo, chính là nàng, cả Lưu Vân Tông không ai có thể xứng làm đệ tử của ngài hơn nàng. Tích Nhan có chút lo lắng, sư huynh lỡ như, cậu liền trấn an, đừng sợ, ta tin muội, đưa ngọc giác ra đi. Tích Nhan nghe lời đi đến cung kính đưa ra miếng ngọc rồi nói, Hồng tụ trưởng lão, đây là thứ đồ ta nhặt được ở Thanh Hà Phong trước kia, bây giờ muốn trả nó lại cho nguyên chủ. Vị thượng quan kia vẫn còn gắt gỏng bảo, tùy tiện kéo một tạp dịch ngoại môn đến đây để làm đệ tử quan môn của lão tổ, cẩn thận chết thế nào cũng không hay. Còn Hồng tụ khi nhìn thấy Tích Nhan như đã nhận ra điều gì đó cứ thốt lên, thì ra là như vậy. Tiếp đó cô từ từ đáp đất, nâng mặt Tích Nhan lên để quan sát, rồi ra lệnh, Uyển Nhi các ngươi lui xuống trước đi, ta có chuyện cần nói với Tần Tích Nhan và Diệp Sở Vân. Thượng quan Uyển miễn cưỡng đáp vâng, nhưng sau đó vẫn bất mãn lớn tiếng, lão tổ, ta thấy nữ đệ tử này tầm thường không nổi bật, chắc chắn là Diệp Sở Vân đang nói khoác lác. Hồng tụ vẫn điềm tĩnh bảo, Uyển Nhi ngươi nóng nảy quá rồi, lui xuống đi. Có vẻ Hồng tụ cũng nhìn ra được vận mệnh của Tích Nhan, tuy chỉ là vừa mới thức tỉnh nhưng có thể thấy là rất ưu tú, tương lai chắc chắn có thể vang danh cả giới tu hành. Cô trực tiếp nhận định nàng ta không phải là tạp dịch bình thường, mà là người truyền thừa huyết mạch thần quan thượng cổ đại danh đỉnh đỉnh. Sau đó cô quay sang phát giác ý đồ của Sở Vân, tiểu tử ngươi không hơi đâu mà lại tốt như vậy, nói đi có chuyện gì muốn cầu xin ta? Cậu lém lỉnh bảo, không hổ là Hồng tụ trưởng lão, ta muốn xin ngài tương lai khi đệ tử gặp khó khăn có thể bảo vệ ta một mạng. Cô liền trêu chọc, tiểu tử ngươi sợ chết thật đấy,
nhưng trong lòng thầm hài lòng đến Uyển Nhi cũng không thể nhìn ra được huyết mạch truyền thừa, vậy mà Diệp Sở Vân lại có thể nhìn ra tiểu tử này thú vị. Ngoài mặt cô vẫn giữ phong thái lạnh lùng nói ta đồng ý với ngươi, chiếc lá vàng này có tác dụng khởi tử hồi sinh cầm lấy đi. Ngoài ra ta sẽ tuyên bố với bên ngoài là hai người các ngươi sẽ gia nhập vào Thanh Hà Phong của ta. Cứ cách một đoạn thời gian ngươi đến đây một chuyến là được, ngoài ra thì ta sẽ không quan tâm. Cậu nhóc vừa cảm kích vừa nịnh nọt nói đa tạ Hồng Tụ trưởng lão. Hồng Tụ trưởng lão xinh đẹp lương thiện sống lâu ngàn tuổi. Lúc này Đoạn Hoành cũng mừng rỡ chạy đến gọi Diệp sư đệ, cậu giờ mới nhớ tới người huynh đệ ruột thừa này, Đoạn sư huynh vừa nãy cũng may là có huynh. Nếu không thì sợ là ta không thể đỡ được chiêu vừa rồi của Thượng quan trưởng lão. Hắn hào sảng đáp không có gì, ta cũng trùng hợp đi qua. Ta đã xem trận tỷ võ nội môn của đệ với Diệp Thiến, tiến bộ rất nhanh so với tu vi lúc ta mới gặp đệ lần đầu. Hắn còn nhiệt tình đề nghị Diệp sư đệ vừa đến nội môn chưa lâu hay là đệ tu luyện cùng ta đi. Ta có thể giúp đệ nhanh chóng thành thục công pháp nội môn. Sở Vân cũng khó xử với lòng tốt này, người nhiệt tình khiến người ta không nhẫn tâm từ chối, nên cậu liền đồng ý, được thôi, sau này làm phiền huynh rồi. Thế là qua mấy ngày sau, hôm nay cậu có hẹn với Đoạn Hoành nhưng có vẻ đợi hơi lâu. Sao hôm nay Đoạn sư huynh vẫn chưa đến, hắn luôn đúng giờ mà, chẳng lẽ có chuyện gì làm chậm trễ rồi? Vì rảnh rỗi nên cậu xem xét lại tiến độ của bản thân. Tuy gần đây có tu luyện với Đặng Bằng Tổ nhưng tu vi vẫn luôn kẹt ở nạp nguyên cửu trọng. Đặng Bằng Tổ nói muốn đột phá thì phải thực chiến nhưng ta làm gì có cơ hội thực chiến chứ. Đột nhiên có hai người gấp gáp chạy ngang qua chỗ cậu, nên cậu vô tình nghe được cuộc nói chuyện của họ. Kiềm khoáng Ngũ Dương Sơn bị tấn công rồi, nghe nói có không ít đệ tử đã bỏ mạng lại ở đó. Tám đại trưởng lão cũng đã đến Ngũ Dương Sơn tọa trấn rồi, có mấy đệ tử bị thương trở về từ đó, trưởng lão triệu tập chúng ta đến đấy cứu viện, mau đi thôi. Nghe vậy cậu cũng hoảng hốt suy đoán chẳng lẽ Đoạn sư huynh cũng đã đến Ngũ Dương Sơn rồi. Vừa dứt câu đã nghe tiếng Đoạn Hoành gọi Diệp sư đệ, cậu ngây ngốc quay đầu nhìn thì nhận ra Đoàn sư huynh huynh bị thương rồi. Hắn vẫn cười vui vẻ bảo không có chuyện gì lớn cả, đã được xử lý qua ở cửa núi rồi, ta nghĩ đệ vẫn còn đợi ta nên đã đến đây. Hắn còn lấy ra một miếng ngọc rồi nói tiếp, này ta biết gần đây đệ đang chuẩn bị đột phá cảnh giới. Đây là Nguyên Dương ngọc ta lấy từ Ngũ Dương Sơn về, có tác dụng nuôi dưỡng linh khí rất thích hợp với đệ, đột phá nguyên hải cảnh không dễ, không thể sơ suất được. Cậu thật sự cảm động trước lòng tốt của hắn, sư huynh huynh tốt với ta quá. Hắn còn đặc biệt dặn dò sư đệ nhớ là chuyện Nguyên Dương ngọc không thể để cho người ngoài biết được, nếu không thì trưởng lão chắc chắn sẽ tìm ta, vậy thì phiền phức rồi. Cậu đương nhiên đồng ý đáp được, lúc nãy có vẻ cậu đã cảm nhận được thứ gì đó vụt qua nên bảo sư huynh huynh bị thương thì về nghỉ ngơi trước đi, ta đi xem sao. Kết quả là cậu đã lần theo dấu vết đó đến khi trời sáng, nhưng đáng tiếc vẫn bị mất dấu. Tối qua rốt cuộc là ai đang theo dõi ta sao? Đột nhiên cậu quan sát thấy bụi cây gần đó động đậy, liền gian manh nhận định đuổi theo ngươi một đêm, cuối cùng cũng để ta bắt được ngươi rồi. Nhưng thứ đập vào mắt cậu là một cái cùi trỏ. Thì ra là Tiêu Bình Thiên, hắn cất tiếng tra hỏi Diệp Sở Vân, ngươi muốn đánh lén ta à? Lòng cậu có chút không cam tâm hay lắm, đây lại bắt đầu bắp chồng bắp rồi, miệng thì yếu ớt giải thích thì ra là Tiêu sư huynh hiểu lầm hiểu lầm. Trong lòng Bình Thiên cũng thầm đánh giá cậu, tiểu tử này mới mấy ngày không gặp mà đã từ nạp nguyên nhất trọng đột phá đến cửu trọng rồi, ngoài miệng vẫn lạnh như băng nói hiểu lầm à, đây là hậu sơn của Vân Tiêu Các không được xông vào, còn không mau cút đi. Vậy mà Cố Hiền Đức cũng ở đó, ông ta lên tiếng hỏi là Diệp Sở Vân à? Cậu liền lễ phép hành lễ, đệ tử bái kiến tông chủ. Ông ấy lại quan tâm đến chuyện cũ, cuối cùng ngươi vẫn vào Thanh Hà Phong, cậu cũng nhân đó bịa chuyện phải ạ, hôm nay là sư phụ bảo ta đến đây, người nói bây giờ ta muốn đột phá cảnh giới không dễ dàng, cách tốt nhất là xuống núi rèn luyện đánh nhau thật với người ta một lần. Ông ấy nghe vậy thì bảo nếu đã như vậy, Bình Thiên con dẫn Diệp Sở Vân cùng đi hoàn thành nhiệm vụ của Trần Gia Bảo đi. Hắn khó chịu bảo sư tôn, nhiệm vụ của Trần Gia đệ tử đi một mình là đủ rồi. Cậu liền nhập vai yếu thế bảo tông chủ, ta vẫn không nên làm phiền Tiêu sư huynh thì hơn, thực lực của Tiêu sư huynh cao cường, ta chỉ là một đệ tử yếu kém nhỏ nhoi, lỡ như làm vướng chân của sư huynh thì không được hay. Ông ấy nghe thì có chút buồn cười bảo thực lực của ngươi yếu kém à, cả Lưu Vân Tông này sợ là sẽ không tìm được người thứ hai đột phá cảnh giới thần tốc như ngươi, yên tâm đi theo Bình Thiên đi học tập, hắn nhiều vào rất có lợi cho ngươi đấy. Vốn dĩ ông ấy không cho ai cơ hội từ chối, cứ quyết định như vậy, đi ta đi trước đây. Cậu tiếp tục diễn tròn vai cúi đầu đáp, đệ tử xin nghe theo lời dạy của người, nhất định sẽ đi theo Tiêu sư huynh học tập thật cẩn thận. Rồi quay sang hí hửng bảo với Bình Thiên sư huynh, vậy chúng ta đi thôi. Giới thiệu một chút về nơi họ đến là Trần Gia Bảo Đại Thành, được sự che chở của Lưu Vân Tông, đời đời thế thế phồn vinh thái bình. Con phố bên ngoài phủ gia chủ, cứ cách 10 năm là Trần Gia Bảo sẽ tổ chức đại điện tế tổ một lần. Lần nào Lưu Vân Tông cũng phái người xuống bảo hộ. Cậu lần đầu xuống núi nên cứ háo hức hỏi sư huynh, nơi này náo nhiệt quá đi, đang mở hội chùa sao? Sư huynh, nhiệm vụ lần này mà huynh nói rốt cuộc là gì vậy, có nguy hiểm không vậy sư huynh? Hắn liền gằn giọng nhắc nhở câm miệng, nhiệm vụ lần này là đảm bảo đại điện tế tổ của Trần gia được tiến hành thuận lợi, những chuyện khác thì đừng hỏi thêm một câu nào nữa, cẩn thận cái lưỡi của ngươi. Tiếp đó là đất diễn của lão già nịnh bợ Trần Chí Bảo, quản gia Trần gia. Ây dô, là Tiêu sư huynh, sao ngài lại đích thân đến đây vậy? Hắn vẫn giữ thái độ kiêu ngạo nói, gần đây Lưu Vân Tông xảy ra khá nhiều chuyện nên bên này chỉ có thể giao cho ta. Lão ta thuận theo đáp, thì ra là vậy. Rồi lại để ý đến Sở Vân hỏi, vậy Tiêu sư huynh vị này là? Nhắc đến cậu hắn liền bực mình nói, tôm tép cố chấp muốn xuống núi mà thôi, ta với Trần gia chủ có chuyện cần bàn bạc, ngươi đừng đi theo. Ngoài miệng cậu vẫn phải ngoan ngoãn đáp vâng sư huynh, trong lòng thì bất mãn, xí vinh váo cái gì chứ, sớm muộn gì thì ta cũng sẽ cạo sạch lông của ngươi xuống. Cậu lại quay sang vừa như nhiều và, Trần quản gia phiền ngươi đưa ta đi loanh quanh một chút,
lão ta liền tỏ thái độ chán ghét, bảo gần đây trong nhà có rất nhiều chuyện, sợ là không có sức để quan tâm đến người nhàn rỗi, ngươi cứ tự nhiên đi, còn khinh thường một thứ tôm tép mà thôi, mặc kệ hắn, chúng ta đi. Nhờ vậy cậu cũng có nhận định rõ ràng, xem ra tên này là thứ sợ mạnh hiếp yếu. Thấy Tiêu Bình Thiên không thích ta nên muốn lên mặt với ta để nịnh nọt Tiêu Bình Thiên, cậu cũng không thèm để bụng, thong thả huýt sáo rồi nói thôi bỏ đi. Vậy thì không làm phiền Trần quản gia nữa, ta tự đi dạo vậy. Nhưng lúc này lại có một nữ tử nghịch ngợm ném đá về phía cậu. Cậu đã nhận ra ấy ai ném đá vậy, nhưng vẫn giả vờ như không thấy. Ây ia, sao giày lại bẩn rồi? Kết quả là lão già kia ăn đủ. Cậu trưng ra bộ mặt của kẻ chiến thắng, lẩm bẩm đứa trẻ nghịch ngợm nhà ai vậy, đi làm mấy chuyện mất nết như vậy. Bên này mấy tên thuộc hạ thì hốt hoảng, Trần quản gia ngài không sao chứ, mau đỡ Trần quản gia dậy. Lão già này thì liên tục chửi bới, tên không có mắt nào dám ám hại ta. Lão thấy cậu thong thả thì liền nhận định nhất định là tiểu tử kia đang báo thù ta, một tên nhãi danh không tiếng cũng dám lên mặt với ta. Lão liền ra lệnh, người đâu đánh cho ta. Mấy tên thuộc hạ ngốc kia liền nghe lời bao vây cậu tiểu tử đứng lại. Cậu bình thản hỏi Trần quản gia đây là có ý gì. Lão già không biết phải trái này trực tiếp gán tội cho cậu, bớt giả bộ đi, hôm nay ta sẽ dạy quy tắc cho ngươi thay Lưu Vân Tông. Thế là theo lệnh của lão, mấy tên thuộc hạ liền vồ đến cậu. Lão ta hóng hách đứng một bên, tự đắc con tôm tép trong Lưu Vân Tông mà cũng dám cưỡi lên đầu ta. Một khắc sau trôi qua, giờ lão ta đã nằm dưới chân cậu. Cậu cất tiếng giáo huấn, đây là các ngươi ra tay trước đấy nhé, không phân phải trái trắng đen, đã đánh người đây chính là cách làm việc của Trần gia các ngươi sao? Đột nhiên có một giọng nói gắt gỏng quát, ngươi mau thả Trần thúc ra, nếu còn không thả ra thì ta sẽ gọi cha của ta đến giết ngươi. Cô bé đỏng đảnh này là tiểu thư Trần gia. Cậu liền vạch Trần bớt uy hiếp ta đi, nếu ta đoán không sai thì chính là ngươi đã ném ta đúng không? Cô bé này còn dõng dạc đáp trả, là ta thì làm sao, bổn tiểu thư muốn ném ai thì ném người đó, chưa có ai dám lên mặt với bổn tiểu thư đâu. Mau thả Trần thúc ra, nếu không chưa gì vị tiểu thư này đã manh động muốn đánh người, bổn tiểu thư sẽ không khách sáo với ngươi đâu. Cậu chỉ cần giơ tay đã chụp được roi của cô ta, lại còn không khách sáo với ta à? Cậu nhẹ nhàng kéo một cái, cô liền mất kiểm soát bị lôi đi. Khi sắp đâm vào cậu thì cô chỉ biết bối rối, đáng chết sắp bị hắn, đừng, ta vẫn còn là. Cậu cũng không háo sắc đến độ đó nên giây tiếp theo liền tận lực né tránh, khiến cô đâm thẳng vào cây cột. Cậu còn tỏ vẻ như không biết gì, cô bé liền thẹn quá hóa giận la hét, ngươi ngươi là người xấu, ta phải bảo cha ta giết ngươi. Vừa dứt câu, cha cô đã xuất hiện hỏi chuyện gì vậy. Vị đại nhân này chính là Trần Nam Phong, gia chủ Trần gia. Thế mà Đoạn Hoành cũng ở đây, cậu có chút bất ngờ Đoạn sư huynh cũng đến sao? Sau khi vào trong, Trần Nam Phong đã nghe kể lại mọi chuyện nên cất tiếng bảo, ta đã hiểu rồi. Ông ấy liền nghiêm khắc trách mắng con gái mình, chính bởi vì con ngày thường chiều con quá rồi nên đi làm loạn khắp nơi, cô bé còn yếu ớt bao biện cha là hắn đánh người hắn còn. Ông ấy vừa tức mà vừa bất lực bảo, im đi, còn không phải là do con gây chuyện trước sao? Tiếp đó ông quay sang đám quản gia lớn tiếng của trách, mấy tên khốn kiếp các ngươi, Diệp sư đệ là đệ tử chân truyền của trưởng lão Thanh Hà Phong, hắn là người mà các ngươi có thể tùy tiện chọc vào sao? Người đâu lôi ra chém. Lão ta liền hèn mọn dập đầu cầu xin Diệp sư huynh tha mạng, gia chủ tha mạng tha mạng. Cậu cũng không muốn làm lớn chuyện nên bảo Trần gia chủ trừng phạt một chút là được rồi, nên đánh ta cũng đã đánh lại rồi, hay là có người nào không phục nữa thì cũng có thể lên để thử nắm đấm của ta. Ông ấy cũng chủ động nhận lỗi với cậu, chiếu cố không chu toàn xin Diệp sư đệ lượng thứ, ta nguyện dùng 300 viên linh thạch để bồi thường cho Diệp sư đệ, mong Diệp sư đệ đừng từ chối. Cậu ngoài miệng thì khách khí đáp, Trần gia chủ khách sáo rồi, nhưng trong lòng đang mừng thầm 300 viên lần này phát tài rồi. Sau đó ông ấy lại quay sang lớn tiếng kết án, Diệp sư đệ đại nhân đại lượng, không trách phạt các ngươi, lui xuống hết vào nhà củi làm đi, đưa tiểu thư về phòng 5 ngày không được ra khỏi cửa. Cô bé không nói gì nhưng đương nhiên trong lòng không phục, còn trừng mắt về phía cậu. Vừa xong chuyện này thì chuyện khác lại đến, một tên hạ nhân vội vã chạy vào thông báo, không hay rồi lão gia, không hay rồi. Ông ấy nghiêm giọng bảo, có chuyện gì mà hoảng loạn như vậy? Tên hạ nhân liền bẩm báo thủ vệ ám tiêu bẩm báo, nói có một đám người lén la lén lút, sợ là sẽ ảnh hưởng đến đại điện tế tổ, có cần phái người đi thăm dò không ạ? Ông ấy nghe vậy thì liền kích động cái gì. Sở Vân thì nhìn về phía Bình Thiên, cụ thể là vận mệnh của hắn, bước ngoặt lần này là tiếp nhận nhiệm vụ xuống núi rèn luyện của sư môn, phát hiện một người lén la lén lút ở núi Vị Ương và lấy được một cuốn cổ phổ thần bí từ trên người hắn, cậu xem vận may này là lông cừu mọc ra rồi. Thế là tối đó cậu đi cùng Bình Thiên làm nhiệm vụ vẫn không quên diễn xuất sợ hãi, ở đây tối quá đi, hắn lạnh lùng xua đuổi, sợ thì mau cút về đi, đừng làm cản trở ta. Cậu vẫn tiếp tục đọc thoại, xung quanh đến tiếng kêu của chim với côn trùng cũng không có. Đúng là hơi quỷ dị, đám người lén la lén lút kia rốt cuộc là ai vậy chứ? Bất ngờ trước mặt họ lại có một cành cây rớt xuống. Sở Vân vẫn tiếp tục diễn la lên có biến, còn Bình Thiên đã nhanh chân đuổi theo. Sở Vân vẫn tiếp tục đam mê diễn xuất tiểu tặc chạy đi đâu, thật chất trong đầu cậu đang suy tính tốc độ nhanh quá, dùng xung hư quỷ pháp mới có thể miễn cưỡng đuổi theo được. Cậu lại cất tiếng cảnh báo, Bình Thiên sư huynh, hình như người này đang cố tình dẫn chúng ta đến nơi nào đó, sợ là sẽ rơi vào bẫy, hắn thì vẫn tự đắc, ta lại muốn xem bọn họ có thể làm ra được trò gì. Vừa nói xong hắn đã phóng kiếm về phía tên kia, rất nhanh đã làm vai kẻ đó bị thương, tiếp đó hắn lập tức đáp đất đau đớn. Bình Thiên cũng nhanh chóng kề kiếm ngay cổ hắn, tra hỏi nói, rốt cuộc ngươi là ai, nếu không thì chết đi. Tên này vậy mà vẫn đắc ý, ngươi không giết được ta. Tiếp đó hắn như ảo ảnh lượn lờ khiêu khích Bình Thiên, đây là sát chiêu bọn ta đặc biệt làm cho ngươi, Tiêu Bình Thiên, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Hắn liền khinh thường phản bác, chỉ dựa vào các ngươi sao, muốn lợi dụng huyễn thuật để chạy trốn à? Sở Vân giờ mới tới nơi bảo, Tiêu sư huynh đột nhiên tăng tốc sao, không nói với ta một tiếng.
Hắn không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ dặn dò: "Ngươi mau về Trần Gia Bảo nói với Đoạn Hoành là đề phòng Xích Quỷ Tông đánh lén." Tiếp đó hắn liền đuổi theo mấy ảo ảnh kia. Sở Vân bất lực bảo: "Sư huynh đi đâu vậy, ở đây làm gì có kẻ địch?" Tên kia thì ra đã núp ở phía sau, giờ lại cất tiếng, không ngờ còn để lại một cái đuôi nạp nguyên cảnh. Hắn đắc ý bảo Tiêu Bình Thiên đã trúng trận pháo khôn tiên mà bọn ta bày ra rồi, sợ là hắn sẽ đuổi theo chiến đấu với giả tưởng của hắn đến chết mới thôi. Sở Vân cố tình đánh phủ đầu bảo: "Xích Quỷ Tông à, sợ là các ngươi không thể giết hắn được. Cổ phổ trên người của ngươi đến cuối cùng vẫn bị hắn lấy đi thôi." Biểu cảm của tên kia liền biến sắc: "Ngươi nói cái gì?" Trong đầu hắn lo lắng nghĩ: "Sao tiểu tử này biết trên người của ta có cổ phổ?" Nhờ vậy mà Sở Vân càng chắc chắn, thì ra nó thật sự là ở trên người ngươi. Cậu liền hành động ngay lập tức: "Vậy bây giờ nó là của ta rồi, Xung Hư Quỷ Pháp." Tên kia chỉ kịp hoảng hốt: "Nhanh quá." Lần này Sở Vân chém vào chỗ vết thương khi nãy, cánh tay của hắn liền bay xa. Hắn liền run rẩy cầu xin: "Ra ra tha cho ta đi, ta cho ngươi cổ phổ, ngươi tha cho ta đi." Nhưng trong lòng hắn đương nhiên không cam tâm. Đáng chết, sau một tên nạp nguyên cảnh mà lại còn mạnh hơn cả nguyên hải cảnh là ta, cậu liền ra điều kiện tha cho ngươi cũng được, ngươi phải nói phương pháp giải trận cho ta. Hắn sợ hãi khai báo: "Ta thật sự không biết. Gia gia ta chỉ là người phụ trách dẫn Tiêu Bình Thiên vào trận pháp khôn tiên này và thủ ở đây thôi, đợi những người khác giết hết người của Trần Gia Bảo trở về." Nói đến đây cậu liền tiễn hắn đi gặp ông bà: "Xin lỗi, ta không thể tha mạng cho ngươi được." Sau đó thanh niên này phải đấu tranh tâm lý lần đầu tiên giết người đúng là hơi khó chấp nhận, nhưng nếu như không giết hắn để hắn trở về báo tin thì càng phiền phức hơn. Cậu lại xem xét chiến lợi phẩm cổ phổ này với tu vi hiện tại của mình vậy mà lại không thể mở ra được, thế là quyết định cất nó vào trước đã. "Thôi bỏ đi, Tiêu sư huynh bị nhốt không biết đến lúc nào mới ra." Màn hình của sư huynh Cừu Béo không có hiện lên gì bất thường cả, chắc sẽ không có vấn đề gì, phải mau chóng về Trần Gia Bảo xem sao. Chuyển cảnh đến rạng sáng, ở bên ngoài Trần Gia Bảo, bọn Xích Quỷ Tông đã nắm quyền kiểm soát, chú ý cảnh giác, không phải người Xích Quỷ Tông ta thì giết sạch. Sở Vân cũng đã về đến nơi nhưng vẫn án binh bất động. Không ngờ Xích Quỷ Tông đã công chiếm được vòng vây ngoài của Trần Gia Bảo rồi, không biết tình hình bên trong của Đoạn sư huynh thế nào rồi. Cố xông vào chắc chắn là không được, phải lẻn vào trong. Cậu tìm đâu ra trang phục của bọn chúng rồi thong thả đi tới cổng Ajo, hai vị huynh đệ cũng đã vất vả rồi. Nhưng không dễ như vậy, chúng liền chặn lại ra soát: "Đứng lại, ngươi là ai lấy họa ngọc ra đây?" Tình huống này cậu thật không ngờ đến nên có chút lắp bắp: "Họa họa ngọc à?" Trong đầu không ngừng hoang mang: "Họa ngọc là cái gì?" Mấy tên gác cổng kia bắt đầu phòng bị: "Không phải là ngươi không có đấy chứ?" Cậu liền nghĩ xong đời rồi, đúng là không có thật, chỉ có thể cố xông vào thôi. Nhưng đột nhiên từ bên trong đám người Xích Quỷ Tông gấp rút chạy ra hô hoán có kẻ địch tấn công. Hai tên gác cổng cũng chuyển sự chú ý đi nơi khác, nhìn trên trời kia hình như là người của Lưu Vân Tông, từ trên cao có vô số người đang ra sức tấn công lớp kết giới. Có nữ tử chỉ huy ra lệnh chúng đệ tử nghe lệnh hợp lực phá vỡ lớp phòng ngự. Cô gái này là Từ Vạn Nhu, đệ tử chân truyền trưởng lão Xích Hà Phong. Sở Vân nhân lúc hỗn loạn thì chuồn vào thành, nhưng trong đầu cậu vẫn khó hiểu sao người đến đều là đệ tử chân truyền với đệ tử nội môn nhỉ. Cậu đang cố liên kết mọi chuyện lại, Cừu Béo ý chỉ Tiêu Bình Thiên bị nhắm vào, Trần Gia Bảo bị tấn công, tông môn cũng không phái trưởng lão đến giải nguy, Xích Quỷ Tông quyết tâm hạ gục Trần Gia Bảo. Một mình bây giờ rất khó có thể trong ứng ngoại hợp được, mong Đoàn sư huynh không sao, phải mau chóng tìm được hắn rồi cùng nghĩ đối sách. Vô tình trên đường cậu lại gặp đám người Xích Quỷ Tông đang ức hiếp người trong thành, nam nhân kia đang yếu ớt phản kháng: "Người của Lưu Vân Tông sẽ không tha cho các ngươi đâu." Người thanh niên đó vừa dứt câu thì tên Xích Quỷ Tông liền kết liễu mạng sống của hắn. Tên bên cạnh nhận định những tu sĩ này của Trần Gia Bảo đúng là ngoan cố thật đấy. Và bước tiếp theo của bọn chúng là chỉ cần đột phá phòng tuyến cuối cùng phủ thành chủ này là có thể lấy được đồ rồi. Hắn lại hỏi tình hình bên núi Ngũ Dương tìm thế nào rồi. Sở Vân vẫn còn nén lại để nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ. Tên kia cất tiếng trả lời: "Trước khi bị các trưởng lão Lưu Vân Tông tử thủ núi Ngũ Dương, ta đã tìm kiếm nhiều lần nhưng vẫn không tìm thấy, chắc cũng như suy đoán của ta." Tên kia quả quyết bảo: "Bất luận thế nào phải lấy được hai thứ kia. Còn có nhân lúc mấy lão già ở Lưu Vân Tông chưa đến, ngươi mau rời khỏi đây trước khi bị phát hiện đi." Tên kia liền vâng lời nhưng giây sau đã phát giác ra điều gì đó. Hắn đi đến chỗ Sở Vân khiến cậu hốt hoảng hỏng rồi. Rất nhanh hắn đã chụp lấy vai cậu nghi vấn hỏi: "Này, ngươi đang làm gì vậy?" Giờ cậu mới bình tĩnh nhận ra thì ra che mặt là không nhìn thấu mặt mũi nữa. Cậu diện đại một lý do: "Người của Lưu Vân Tông ở bên ngoài đang phá trận vào đây, ta đang đi bẩm báo tình hình." Hắn không nghi ngờ gì liền đưa đồ cho cậu rồi bảo: "Biết rồi, đây là bản đồ trong phủ gia chủ, bảo bọn họ hành động theo nơi được đánh dấu, nhanh lên." Cậu ngơ ngác nhìn bản đồ rồi nghĩ điểm tấn công trên bản đồ rất rời rạc, nói là tấn công thì ngược lại giống như là đang tìm đồ. Hắn thấy cậu cứ ngẩn người liền quát: "Còn ngẩn ra đấy làm gì, mau đi đi." Lúc này ngoài phủ thành chủ thật sự tan hoang, có người đang quả quyết quát lớn: "Tà môn ngoại đạo, hôm nay bọn ta chắc chắn sẽ không cho các ngươi xông vào." Thì ra có mấy tên Xích Quỷ Tông đang muốn xông vào. Tên này mang vẻ mặt biến thái bệnh hoạn nói: "Chỉ dựa vào mấy người các ngươi à?" Hắn liền dứt khoát chuẩn bị vung kiếm khinh thường nói: "Không biết tự lượng sức." Tiếp đó là một nhát chém khiến tất cả ngỡ ngàng. Thì ra là Sở Vân, mấy tên kia còn tức giận quát: "Chuyện gì vậy, sao lại chém người mình?" Cậu lúc này liền tháo mặt nạ bảo: "Nhìn rõ chưa, ai là đồng bọn của các ngươi chứ? Cô bé tiểu thư và hai tên tu sĩ cũng được một phen ngỡ ngàng là Diệp Sở Vân sao? Là người của Lưu Vân Tông à?" Tên còn lại có chút xem thường bảo: "Nhưng hình như chỉ là nạp nguyên cảnh, còn không bằng tu vi của chúng ta." Cậu nghe vậy thì thầm đắc ý trong lòng: "Để ta cho các ngươi xem thử sự lợi hại của nạp nguyên cảnh." Cậu tiếp tục dùng thử kỹ năng mới Xung Hư Quỷ Pháp. Ba người kia từ nãy giờ như hóa đá vậy, cậu liền quay sang thân thiện hỏi: "Hai vị còn muốn đánh giá gì không?" Cô bé tiểu thư này vẫn giữ thái độ kiêu ngạo nói: "Diệp Sở Vân, không ngờ ngươi cũng mạnh đấy,
nể tình ngươi cứu mạng của ta chuyện trước kia, ta xin lỗi ngươi. Cậu thực chất không hề để bụng nên bảo chuyện qua rồi thì bỏ đi. Cậu lại hỏi chuyện chính, ngươi có biết Đoàn sư huynh đang ở đâu không, có an toàn không? Cô bé dầu dĩ nói lúc Xích Quỷ Tông vừa tấn công, Đoàn sư huynh đã dẫn người ra nghênh chiến, sau đó thì mất tích rồi. Cậu không thể tin vào tai mình, mất tích ư? Sau đó hai người cũng nhanh chóng vào phủ, bên trong đang rất ồn ào, mấy người khách đang mất bình tĩnh. Trần gia chủ, bọn ta chỉ là được mời đến tham gia đại điển tế tổ, bây giờ đã tổn thất trầm trọng, người khác lại tiếp lời, đúng vậy, lẽ nào còn muốn mấy lão già bọn ta đi liều mạng sao? Một người khác lại chen vào, rốt cuộc mục đích của Xích Quỷ Tông là gì, muốn tiền hay là muốn mạng? Trần Nam Phong chỉ biết cố gắng trấn an họ, các vị đừng hoảng sợ, trên dưới Trần gia ta nhất định sẽ toàn lực chống lại Xích Quỷ Tông. Cô bé nghe vậy thì tức tối, mấy lão già này bình thường lấy lợi ích từ Trần gia ta, nhưng thời khắc quan trọng như này lại muốn lâm trận bỏ chạy. Sở Vân đột nhiên cất tiếng đề nghị, Trần gia chủ, có lẽ ta có thể giải quyết chuyện khẩn cấp lúc này. Ok, video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay đừng quên cho mình một like và một đăng ký kênh. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.